Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi đám người Tiêu Viêm đánh chiếm được ngũ sắc cổ linh tuyền và hấp thu nó, làm xong hết mọi chuyện, Vô Ý chiến đội lại lần nữa chui vào bên trong hắc ám xâm lâm. Bất quá dạng như ngũ sắc cổ linh tuyền cũng không tiếp tục gặp được, trên bản đồ đánh dấu cổ linh tuyền cũng là phần lớn đều bị người khác đoạt trước một bước, sau đó vẫn tìm được một vài cổ linh tuyền, bất quá những cổ linh tuyền này là nhị sắc tam sắc, mức độ đậm đặc tự nhiên kém xa ngũ sắc cổ linh tuyền, nhưng về sau tìm tới cổ linh tuyền, Tiêu Viêm vẫn chưa hấp thu, đều là nhường cho Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhi, Phong Bạo, Tự Ảnh, Khiếu Chiến mấy người đã có cơ hội xung kích đấu tiên, mà theo không ngừng tại bên trong cổ linh tuyền ôn dưỡng, trong thân thể năm người đế chi nguyên khí đã gần như sung mãn, cũng đã vô pháp hấp thu càng nhiều, giờ khắc này ở một chỗ, đám người Tiêu Viêm phát hiện có một cái tam sắc cổ linh tuyền, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nơi này cũng là đến vòng trong trung tâm, tam sắc cổ linh tuyền còn chưa bị người nhanh chân đến trước, cảm thụ được thực lực của năm người, lần này hấp thu xong tam sắc cổ linh tuyền chính là có cơ hội đột phá đến đấu tiên, bên trong năm người, Nam Nhĩ Minh xác suất thành công có thể nói là tối cao, tiếp theo chính là Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh có Long Lân Vương tương trợ, mà Khiếu Chiến thì là tại nhiều lần bên trong chiến đấu, lấy đấu đế thực lực đi đối kháng đấu tiên, mặc dù lỗ mãng, nhưng là Khiếu Chiến dựa vào đập nện, thực lực cũng là phi tốc tiến bộ, trong bóng tối, năm người đã xếp bằng ở bên trong tam sắc cổ linh tuyền, thân ảnh Tiêu Viêm đứng lặng tại đỉnh một đại thụ cao nhất, lúc đứng ở chỗ này mới phát hiện, bọn hắn tiến vào hắc ám xâm lâm đã có chút thời gian, ngay từ đầu tiến đến gặp được hoang mạc, đã là nhìn không thấy, bốn phía đều là u ám rừng rậm, đại thụ che trời, như cùng một mảnh cấm chỉ hắc hải, nhìn xem mảnh hắc hải này, thỉnh thoảng có thể nghe được nơi xa truyền đến âm thanh kịch đấu, bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa đi chú ý, mà ánh mắt nhìn về phía thông thiên trụ càng ngày càng gần, đi đến nơi này, lại đi nhìn thông thiên trụ mới có thể thấy được, thông thiên trụ bên trên có rất nhiều lỗ thủng, mà những lỗ thủng này, tự nhiên chính là động phủ trong truyền thuyết, 5000 cái động phủ, ngay ngắn trật tự bố trí tại bên trên thông thiên trụ, nhìn qua xa xa thông thiên trụ, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, kia là điểm cuối cùng của trận ảo cảnh này, ở nơi đó, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ gặp phải đấu thần liên minh cùng huyết thần giới, trận chân chính quyết đấu này cũng sẽ ở nơi đó khai hỏa. Đấu thần liên minh lấy chi thế không thể địch nổi, điểm tích lũy bảng xếp hạng rõ ràng là danh liệt đệ nhất, mà Vô Ý chiến đội cũng rơi vào trăm tên về sau, phía sau đội ngũ càng phát hung ác, đánh giết nhân số điên cuồng để thăng, trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ thông báo nhân số đấu thần liên minh đánh giết, đến nay đã là phải ngàn đội ngũ chết ở trong tay bọn họ, có thể nghĩ, gần 50 chi đội ngũ, hiển nhiên từ bên trên nhân số có thể nhìn ra được, bọn hắn sẽ không để đi bất cứ người nào, một khi giao chiến, toàn bộ đánh giết, đấu thần liên minh có thể nói là khí thế như hồng. Một đường hướng bắc, gặp được đội ngũ nào là giết sạch chi đội ngũ đó, vô luận có thù hay không thù, đều là toàn bộ đánh giết, loại làm việc bá đạo tàn nhẫn này, khiến vô số đội ngũ đều là chùn bước, nghe tin đã sợ mất mật, thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, trong lúc đó có không ít đội ngũ xuất hiện, bất quá Tiêu Viêm ra mặt đều chỉ là đem bọn hắn dọa đi, dứt khoát cũng không có đối thủ cường đại ẩn hiện, mà xếp bằng ở bên trong tam sắc cổ linh tuyền, Nam Nhĩ Minh trên thân dẫn đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, giờ phút này trong cơ thể hắn đế chi nguyên khí hỗn là một đoàn. Sau đó đang nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một viên tinh thần chói mắt, thình lình ở giữa, một cỗ tiên nguyên khí tại thể nội Nam Nhĩ Minh bắn ra, Nam Nhĩ Minh đã đột phá đến đấu tiên, Khiếu Chiến cũng là theo chân Nam Nhĩ Minh, cùng nhau đột phá đến đấu tiên, nhất thời, toàn bộ cổ linh tuyền vang lên tiếng cuồng tiếu cùng hưng phấn của Khiếu Chiến, nơi đan điền của Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến, giờ phút này đều ngưng tụ ra một viên tinh thần chói mắt, đây là chứng minh của nhất tinh đấu tiên, giờ phút này trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa đấu khí, bắt đầu từ đế chi nguyên khí, tiến hóa đến tiên nguyên khí, bất quá, Thanh Mộc Nhi, Tự Ảnh Phong Bạo thì còn ngồi xếp bằng, bọn hắn cũng có thể xung kích đấu tiên, nhưng giờ phút này cảm giác tựa hồ cũng không có đi đến yêu cầu, tối thiểu còn phải tìm được một cái tam sắc cổ linh tuyền nữa mới có thể. Trong rừng rậm, Vô Ý chiến đội có thể nói là điên cuồng tìm kiếm lấy cổ linh tuyền, vì để Thanh Mộc Nhi, Tự Ảnh cùng Phong Bạo đột phá đến đấu tiên, dù sao chiến đấu kế tiếp đều là ác chiến, thực lực bọn hắn để thăng, tự nhiên là vô cùng mấu chốt. Đinh Duyệt, Long Ý đạt đến nhị tinh đấu tiên, Long Lân Vương cũng là nhất tinh đấu tiên đỉnh phong, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Thanh Mộc Nhi, Tự Ảnh, Phong Bạo toàn bộ đi đến nhất tinh đấu tiên, khi sử dụng Thiên Cương Ly Huyền trận, cũng có thể chiến cùng Diệp Giang một trận, bất quá, chỉ là đối mặt với một mình Diệp Giang mà thôi, bên trong đấu thần liên minh, còn có Lương Phong cùng Khương Nhai, thực lực đều cường hãn, hiện tại xem ra, muốn chiến thắng đấu thần liên minh, thực lực còn thiếu rất nhiều, đừng quên còn có huyết thần giới ở một bên nhìn chằm chằm, đám người Tiêu Viêm lại lần nữa tìm kiếm lấy cổ linh tuyền, trời không phụ người có lòng, đương nhiên, cũng là bởi vì tiến vào vòng trong về sau, cổ linh tuyền bản cũng có rất nhiều. Tam sắc cổ linh tuyển số lượng cũng là không ít, nhưng lần này xuất hiện tại trước mặt đám người Tiêu Viêm, không phải tam sắc, cũng không phải ngũ sắc, mà là lục sắc cổ linh tuyển, ẩn chứa nguyên khí khiến mọi người liên tục líu lưỡi, có thể tìm được cái lục sắc cổ linh tuyển này, cũng hoàn toàn là vận khí cho phép, mà cái cổ linh tuyển này trên bản đồ không có đánh dấu, cũng liền mang ý nghĩa, đây là một cái cổ linh tuyển ẩn dấu, khả năng bị người khác phát hiện cũng không lớn, ông trời của ta, vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Ha ha, Khiếu Chiến vui vẻ ngay cả cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống, ở một bên khoa tay múa chân, Tiêu Viêm cũng là lộ ra vui mừng mỉm cười, tự nhiên cũng là không ngờ đến sẽ thuận lợi như vậy, tốt, còn chờ cái gì, nắm chặt thời gian hấp thu, phải trở nên mạnh hơn mới được, Phong Bạo đã là không thể chờ đợi, làm bộ muốn đi vào bên trong cổ linh tuyền, dù sao Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh đều đã đột phá đến đấu tiên, Phong Bạo cũng là có chút nóng nảy, mà khi tất cả mọi người hưng phấn muốn nhảy vào lục sắc cổ linh tuyền, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy gần như đồng thời liếc nhau,
hai người thân hình đều chấn động, một cỗ linh hồn chi lực vô hình lại bá đạo ầm vang bộc phát ra, bốn phía lập tức nhấc lên một cỗ gió núi quỷ khiếu. Nhìn tới cái lục sắc cổ linh tuyền này, nguyên lai chỉ là một cái mồi nhử. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm hắc ám xa xa, âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước Tiêu Viêm liền ẩn ẩn cảm thấy một chút không thích hợp, nhưng cái loại cảm giác này cực kỳ nhỏ, đã từng dùng linh hồn chi lực tinh tế thăm dò, nhưng cũng chưa phát hiện dị thường, thậm chí đều tưởng chỉ là ảo giác, bất quá đến hiện tại, xa xa trong bóng tối, mới cảm giác được một tia khí tức chấn động, hiển nhiên, bọn hắn ẩn núp cực sâu, giữ vững khoảng cách nhất định, từ đó mới khiến cho Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy đều không thể minh xác cảm giác được. Rì rào, hắc ám trong rừng rậm, lập tức truyền đến dày đặc âm thanh xuyên qua, sau đó, trong rừng, chính là có đám người đang chờ. Tiêu Viêm lông mày liền hơi hơi nhăn lại, quả nhiên lại có đội ngũ bị lừa rồi, đây đã là chi đội ngũ thứ 3, lão đại, chúng ta đem bọn hắn giải quyết, liền có thể xếp vào bảng điểm số trước 20. Trong rừng, có một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi đi ra, mà trong hai tay hàn mang phun trào, không nghĩ tới, đúng là có hai tên cường giả linh hồn chi lực đạt đến thánh cảnh. Thân ảnh gầy gò, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười quỷ dị, liền trong lúc nói chuyện, Tiếu Dung cũng là chưa từng biến mất, phía dưới hắc ám, gương mặt kia cũng là lộ ra tái nhợt không có nửa tia huyết sắc, sắc mặt nhìn tựa như là thể nội huyết dịch bị rút khô. Một bộ dáng hữu khí vô lực, nhưng chỉ là bộ dáng nhìn rất bình thường, trên thực tế, bên trên thân phát ra chấn động, lại làm cho Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng lên. Loại ngưng trọng này không phải là bởi vì thực lực cường đại, mà là trên người người này, Tiêu Viêm cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ nồng đậm, loại cảm giác này, lúc trước đối chiến cùng đầu chọc và trạch dịch trên thân cũng không từng có, người này rất khó đối phó. Tiêu Viêm ánh mắt hơi có vẻ âm trầm nhìn đám người bên trong hắc ám rừng chậm rãi đi ra, trên người của bọn hắn đều lấy áo bào đen, dạng phục sức này có thể tốt hơn ẩn nấp trong bóng đêm, mà người cầm đầu kia, mặt tái nhợt, giờ phút này nhìn chằm chằm mấy nữ tử thanh mộc nhi, thiên ngưng sau lưng Tiêu Viêm, cái con mắt thoạt nhìn không có cái gì hào quang, không ngừng du đãng trên thân thể mềm mại của các nàng, phía trên khuôn mặt hiển hiện tiếu dung dâm tà, cô gái xinh đẹp, ta duyệt nữ vô số, thấy qua nữ nhân cũng không biết có bao nhiêu, bất quá dưới mắt này, có thể nói đều là cực phẩm trong cực phẩm. Tên hai gò má tái nhợt nhìn mấy nữ nhân thanh mộc nhi, thiên ngưng cười dâm tà, vốn chỉ là muốn làm thịt các ngươi, gia tăng một chút điểm tích lũy, lại là không nghĩ tới còn có thu hoạch như vậy. Tiêu Viêm ánh mắt âm trầm nhìn tên mặt lộ dâm tà, trên mặt cũng là sinh ra vẻ chán ghét, khí thế trên người ầm vang bạo phát đi ra, âm thanh lạnh lùng chậm rãi từ trong miệng truyền ra, ta gặp được rất nhiều muốn chết, bất quá, vội vã muốn chết giống ngươi thật sự là không nhiều, đã muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tên gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm lại, trong mắt âm lãnh phun trào, ánh mắt rậm rạp nhìn chậm chậm Lâm Động, nhếch miệng cười nói, một tên tam tinh đấu tiên cũng dám ở trước mặt Tả Nguyệt Tông giới ta nói lời này, thật sự là không biết trời cao đất rộng, Tả Nguyệt Tông giới. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là thì thào, tên gương mặt trắng bệch cười lạnh, nếu ngươi nguyện ý đem mấy nữ nhân phía sau ngươi hiến cho chúng ta hưởng dụng, ta không chỉ có thể bỏ qua cho các ngươi, liền ngay cả cái lục sắc cổ linh tuyền cũng có thể tặng cho ngươi, như thế nào? Loại điều kiện này, đối với các ngươi có thể nói là trăm lợi không một hại. Trông thấy Tiêu Viêm khuôn mặt ngưng trọng, người kia khinh bạc cười một tiếng, mà sau lưng chúng nữ nhân đều là mặt băng hàn, Mộc Nhi, Phong Bạo, Tự Ảnh, ba người các ngươi trước nhập cổ linh tuyền, đám người này, chúng ta tới đối phó. Tiêu Viêm nghiêng đầu, nhìn phía sau ba người một mặt hàn ý, chậm rãi nói, trên mặt Tiêu Viêm cũng đồng thời tràn ngập sát ý, loại sát ý này, dị thường nồng đậm, những nữ nhân này, trừ Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni là thê tử của hắn ra, mỗi nữ nhân, đều là người trong vô ý chiến đội mà hắn thề sống chết phải bảo vệ, không chỉ có tính mạng, bao quát danh dự, Tiêu Viêm cũng không cho phép có bất kỳ người nào đối với các nàng có ngôn ngữ, hay ánh mắt vũ nhục nào. Tả Nguyệt Tông giới, người này tên là Diệp Phi, biểu hiện hắn sớm đã đột phá đến tứ tinh đấu tiên, thủ đoạn hung hoành, trời sinh tính háo sắc, am hiểu ám sát, nghe nói tại bên trong cự hình lỗ sâu, bị một vài thượng đẳng giới không truy sát, đến nay tiến vào huyễn cảnh về sau, xem như thượng đẳng giới không cũng không thể bắt hắn làm gì. Thanh âm Đinh Duyệt chậm rãi vang lên, khi tiến vào huyễn cảnh trước đó, phụ thân của Đinh Duyệt đã lén đưa cho Đinh Duyệt một chút tư liệu, mà Tả Nguyệt Tông giới, tại bên trong tài liệu này, đội ngũ xếp hạng cũng là cực kỳ cao, thủ đoạn hung hoành, càng là cực kỳ nghe tiếng. Thanh Mộc Nhi, Tự Ảnh, Phong Bạo, ba người một bước nhảy vào bên trong lục sắc cổ linh tuyền, phía sau đám người Tiêu Viêm xếp thành một hàng, bảo hộ ba người đột phá, mà sau lưng Diệp Phi cũng là xuất hiện mười mấy thân ảnh, thực lực đều không kém. Tiêu Viêm liếc mắt ra hiệu cho Hạ Tăng Huy một cái, Hạ Tăng Huy lập tức hiểu ý, trong tay đã xuất hiện phách linh thạch. Hạ Tăng Huy muốn bày ra huyễn cảnh, nếu không trận chiến này đối với vô ý chiến đội mà nói thật đúng là một trận ác chiến, bởi vì đối mặt với đội ngũ không phải phổ thông mà là đến từ bên trong trung giới không, thực lực lại xếp hạng gần phía trước, Tà Nguyệt Tông giới không thể đánh đồng với những đội ngũ trước đó. Hắc hắc, chúng mỹ nhân đừng có gấp, một hồi các huynh đệ của ta khẳng định sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi. Diệp Phi dẫn nhân mã của mình đều để lộ ra ánh mắt nóng hổi, không ngừng tại trên thân đám người Thiên Ngưng cùng Chân Ni đảo qua, trong mắt nóng rực dâm tà cũng là dâng lên. Ta thấy các ngươi vẫn là đi địa ngục tìm những nữ quỷ kia đi thôi. Tiêu Viêm thân hình chấn động, chợt một đạo nhe răng cười từ bờ môi nổi lên, lòng bàn tay nhất chuyển, thiên hỏa tuyên cổ xích chớp mắt ngưng tụ mà ra, hỏa long xoay quanh, đi đi, thật sự chẳng biết là tạp toái đến từ cái hạ giới không nào, một cái so một cái càn rỡ, coi như ngươi đến từ thượng đẳng giới không cũng không quản các ngươi là lai lịch gì, đã đến nơi này, tại bên trong trận đấu này ném đi mạng nhỏ cũng không có người dám nhiễu. Diệp Phi đứng tại trước mặt Tiêu Viêm cách đó không xa, trong tay mọc gai hàn mang lộ ra, nhìn qua Tiêu Viêm không khỏi cười lạnh châm chọc nói, một đám vô tri, nếu là thức thời liền đem nữ nhân dâng ra, nếu không liền đừng trách Tà Nguyệt chiến đội chúng ta vô tình.
sau lưng cũng là vang lên lời nói càn rỡ, chợt hơn 10 người phát ra mỉa mai tiếng cười to. Tiêu Viêm ánh mắt hờ hững nhìn qua đám người này, cũng không cùng bọn hắn nói lời thừa, đã xốc lên trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, thiên hỏa từ trong lỗ chân lông của Tiêu Viêm tuôn ra, sau đó đều tràn vào bên trong Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích. Oanh, một đạo hỏa trụ bắt đầu từ bên trong Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích nổ bắn mà ra, uy lực to lớn trực tiếp đem mặt đất xinh xinh xé rách, ra một đạo khe rãnh đốt cháy khét, một ít cây cối cũng là bị đốt bốc cháy, bất quá những cây cối này rất kỳ lạ, chỉ là thiêu đốt một chút đã tự động dập tắt mà đi, cũng sẽ không tạo thành đám cháy lớn. Hơn 10 người cấp tốc mau né, Diệp Phi tốc độ cũng là cực nhanh, né qua một bên, sắc mặt vẫn như cũ nhẹ nhõm nhìn Tiêu Viêm, Minh Hà khoa kỹ, bất quá, nhìn tựa hồ rất bình thường, loại uy lực này không đáng chú ý. Diệp Phi liếm môi một cái, ánh mắt cũng là trở nên âm tàn độc ác, bởi vì Tiêu Viêm có Minh Hà khoa kỹ, như vậy mang ý nghĩa, trong tay Tiêu Viêm còn có rất nhiều vật có giá trị, khiến Diệp Phi càng thêm động tâm. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng là trông thấy trên lồng ngực Diệp Phi lấp lóe một thanh kim sắc đại kiếm, đây là biểu tượng của thê đội thứ nhất, nhưng Diệp Phi tự nhiên cũng là nhìn thấy kim sắc đại kiếm trên lồng ngực của Tiêu Viêm, đồng dạng biết Tiêu Viêm cũng là thê đội thứ nhất, thực lực đều tự nhiên là không yếu. Diệp Phi không phải hạng người ngu xuẩn, vẫn chưa xem thường Tiêu Viêm, tam tinh đấu tiên thực lực, lại cũng là thê đội thứ nhất, chẳng lẽ các ngươi là dựa vào cửa sau mà tiến đến? Diệp Phi cười lạnh nói, có phải đi cửa sau hay không, các ngươi thử một chút liền biết. Tiêu Viêm đối mặt với ngữ điệu mỉa mai của Diệp Phi, lúc này cười một tiếng, chỉ là ánh mắt kia lại là càng thêm rét lạnh, thật là một gia hỏa mạnh miệng, còn chưa khai chiến liền bàn giao dinh ngôn. Diệp Phi cười lạnh, đánh cái chỉ hướng, sau lưng hơn 10 người lướt ầm ầm ra, thân ảnh cũng là hóa thành một đạo hàn mang, thẳng đến Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Vô Ủy chiến đội, Long Ý, Long Thế Thiên, Khiếu Chiến ba người lĩnh mang theo, cũng là phát khởi công kích, Thiên Ngưng tay áo vung lên, nhấc lên một mảnh sóng nước, lập tức mỗi người trên thân đều mang hơi nước, những hơi nước này đều gồm có cô hiệu làm chậm lại tốc độ, nhưng thực lực của đám người này lại là không thấp, đều là đạt đến đấu tiên thực lực, bất quá còn tốt chính là, đến nay Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến đã đột phá đến đấu tiên, sức chiến đấu cũng là siêu quần bạt tụy, Vô Ý chiến đội một bên chặt chẽ phối hợp, lại là có thể dùng thời gian ngắn đền bù chênh lệch thực lực, đương nhiên, Hạ Tăng Huy cấp tốc bày ra huyễn cảnh, cũng là có thể kéo dài thời gian, thậm chí có Hạ Tăng Huy huyễn cảnh tương trợ, cũng không phải không có khả năng chiến thắng, giờ phút này trên chiến trường chiến cuộc sáng tỏ, binh đối với binh, tướng đối với tướng, Tiêu Viêm cùng Diệp Phi hai người đã bạo phát kịch liệt giao chiến. Oanh, Tiêu Viêm cường hãn lôi đình cùng hỏa diễm, lôi cuốn lấy lực lượng hung hãn chút xuống, Diệp Phi ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại, thân hình của hắn khế động, tốc độ cực nhanh, nhật nguyệt động huyền đâm, Diệp Phi thân hình hóa thành tàn ảnh, trong tay song đâm bộc phát ra tùm hàn quang, lấy một loại kinh hãi chi thế, tại không trung chợt lóe lên, hắc ám giống như bị đạo hàn mang này sinh sinh cho vỡ ra, thiên xích vô ảnh, Tiêu Viêm cũng là vung vẩy thiên hỏa tuyên cổ xích, hỏa diễm cùng lôi đình đan vào lẫn nhau. Hai cái công kích cường hãn vô song lập tức oanh đụng vào nhau, xùy rồi, một tiếng bạo liệt, thước ảnh của Tiêu Viêm đều bị xé rách, băng tán mà đi, hàn mang sắc bén không giảm, tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm mãnh liệt đâm mà tới, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là ngưng lại, hắn biết được người này thủ đoạn 10 phần không đơn giản, liền sớm đã lưu lại một tay, lúc này Tiểu Y xuất hiện, trên bàn tay nhỏ thịt cục cục, tiện tay liền có thể ngưng tụ ra hỏa liên, sau đó điên cuồng ném ra, rầm rầm rầm, mấy chục đạo hỏa liên nổ tung. Mới đưa cái đạo hàn mang kia của Diệp Phi thôn tính tiêu diệt triệt tiêu, một cái công kích này, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, thực lực của Diệp Phi tuyệt không phải đối thủ trước đó có thể so sánh với, giờ phút này cũng là khiến hắn không khỏi nghiêm túc, bất quá, dứt khoát chính là thực lực của Tiêu Viêm cũng là đạt đến tam tinh đấu tiên trung kỳ, cũng không phải là không thể chiến một trận, Tiêu Viêm giờ phút này đã là đem thiên hỏa tuyên cổ xích thu hồi. Một kích này chính là nhìn ra được, Diệp Phi tiến công là loại tốc độ, thiên hỏa tuyên cổ xích công kích, đối với Diệp Phi mà nói, tác dụng quá mức bé nhỏ. Thú vị, đúng là có mấy phần thực lực, Diệp Phi cười lạnh, tiếng cười vừa dứt, thân ảnh liền tại nguyên địa biến mất không thấy đâu, rồi lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, song đâm thẳng tắp hướng phía chỗ yếu hại của Tiêu Viêm mà đi, Tiêu Viêm giờ phút này hai tay chạy không, tốc độ cũng là cực nhanh, thân hình quỷ mị, chớp mắt né tránh công kích của Diệp Phi, sau đó, cấp tốc phản thủ làm công, đầy trời quyền ảnh nghiêng mà xuống, nhất thời, thân hình hai người trong bóng đêm, khi thì hiện, khi thì biến mất, cả hai tốc độ đều là đạt đến cực hạn, sau một lát, hai người đã là giao thủ mấy trăm hiệp. Song phương lui nhanh ra, Diệp Phi sắc mặt vô cùng lo lắng, giờ phút này ánh mắt của hắn đã là máu ứ động một mảnh, hiển nhiên là chịu một cái trọng quyền của Tiêu Viêm, nhưng lại nhìn Tiêu Viêm một bên, tuy có linh khải hộ thân, nhưng linh khải cũng là bị xuyên thủng nhiều cái lỗ, trong đó còn có huyết dịch chảy ra, hiển nhiên, Tiêu Viêm cũng chưa chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, không nghĩ tới, một tam tinh đấu tiên tiểu tử lại có tốc độ nhanh như vậy, bất quá ngươi nếu cho rằng tốc độ nhanh một chút, liền có thể chiến thẳng ta thì chỉ sợ ngươi liền phải thất vọng, Diệp Phi nhe răng cười một tiếng, đôi mắt lúc mở lúc đóng, đôi mắt lập tức hóa thành một mảnh trống không. Toàn vẹn linh hồn chi lực càn quét mà ra, cỗ lực lượng nhìn như vô hình, đủ để khống chế tinh thần nghiền ép linh hồn, thánh cảnh linh hồn chi lực, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng không ngờ tới, Diệp Phi lại có linh hồn chi lực cũng là cường hãn như thế, bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa lùi bước, mà là đứng lặng nguyên địa, treo lên một tia cười lạnh, thánh cảnh không phải ai cũng làm tốt được, hai cỗ lực lượng vô hình, nhìn không thấy sờ không được, nhưng trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được, trong không khí tràn ngập lực lượng cường đại, tương hỗ đụng vào nhau, song phương linh hồn chi lực cường đại đụng vào nhau, vẫn chưa phát ra tiếng vang, nhưng lại làn hất lên một trận cuồng bạo chi phong, càn quét bốn phía, đem mặt đất đều là tầng tầng lật tung mà lên, Tiêu Viêm cùng Diệp Phi đều là xa xa đứng lặng, cả hai không có giao thủ,
Nhưng sau một lát, song phương đều là thân hình chấn động, gần như đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả hai đều là hai mắt đỏ như máu, lập tức thở hồng hộc. Ngược lại là làm người thật bất ngờ, linh hồn chi lực lại cũng cường hãn như thế, Tiêu Viêm cùng Diệp Phi linh hồn chi lực đọ sức, hiển nhiên song phương đều không có thủ thẳng, đều bị phản phệ, bị thương, hắc hắc, thực sự có mấy phần thực lực. Bất quá ta ở bên trong huyễn cảnh đạt được một cái vực giai đấu kỹ, ngươi có thể có phúc khí hưởng thụ, cho dù chết cũng không oan. Diệp Phi thoại âm rơi xuống, trên thân liền có cực đoan bàng bạc nguyên khí ba động phát ra. Tiêu Viêm cảm thụ được cỗ ba động này, con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại. Một sát na này, hắn cảm giác được trên người mình linh khải đúng là ông tác hưởng, vết nứt không ngừng lan tràn, nếu như muốn vỡ nát, hiển nhiên Diệp Phi đạt được đấu kỹ tuyệt đối không phải cái vật gì tầm thường. Không có nghĩ tới tên này lại còn trong huyễn cảnh đạt được đấu kỹ mạnh mẽ như thế, thật sự là không biết là từ chỗ nào tìm tới. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, hắc ám xâm lâm rất lớn, ẩn chứa trong đó nguy hiểm tự nhiên là thành có quan hệ trực tiếp, nhưng Tiêu Viêm vốn cho là trong đó chỉ là có một ít thứ tăng thực lực như cổ linh tuyền mà thôi, nhưng Diệp Phi vậy mà thu được vực giai đấu kỹ cường đại. Một đoàn hắc vụ từ sau lưng Diệp Phi lượn lờ mà lên, tại bên cạnh chậm rãi ngưng tụ ra một thân ảnh, sau đó dần dần ngưng thực, đúng là biến thành bộ dáng Diệp Phi. Giờ khắc này ở trước mặt Tiêu Viêm có hai Diệp Phi đang đứng, vô luận là khí tức hay là về động tác hoàn toàn tương tự, căn bản là không có cách phân biệt. Vực giai đấu kỹ ảnh cực phân thân thuật thấp giọng rơi xuống, hai thân ảnh đều là hóa thành trường hồng lướt ầm ầm ra, thân ảnh cực nhanh, trong tay hàn mang hiển lộ, lôi cuốn lấy lực lượng hung hãn tản ra. Diệp Phi công kích từ biến đổi làm hai, hai thân ảnh khí tức hoàn toàn nhất trí, công kích lực lượng cũng là nhất trí, đều cực kỳ cường hãn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm từ đối mặt một tên tứ tinh đấu đế, giờ biến thành hai tên sư hung hãn song thứ, như đâm rách hắc ám, lực lượng hung hãn càn quét ra, thân hình Tiêu Viêm nháy mắt lui nhanh, sau lưng liên tục đụng gãy tận mấy cái đại thụ, trên người linh khải cũng là vỡ nát mà đi, hơi có vẻ chật vật ổn định thân hình, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng nhìn thân ảnh Diệp Phi biến thành hai, nhếch miệng cười một tiếng, tốt, cái phân thân thuật này, ta liền nhận. Vừa dứt tiếng, Tiêu Viêm hai tay lôi đỉnh lấp lóe du tẩu, phát ra trận trận âm bạo, nắm chắc quả đấm, hai tay giấy lên thao thiên hỏa diễm. Mỗi bước ra một bước, sau lưng đều là có biển lửa lưu lại, một loại ba động khủng bố từ bên trong song quyền của Tiêu Viêm lan tràn ra, cảm thụ được cỗ ba động này, trên mặt hai Diệp Phi đều hiện đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ có thể cảm giác được rõ ràng, Tiêu Viêm giờ phút này trên thân ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, tử kim cuồng bạo, đôi mắt Tiêu Viêm đang mở hí, một vòng tím ý lướt qua, trong miệng cũng là phun ra một ngụm tử khí, sau đó, thể nội ngọn nguồn tiên khí táo động, lục khí tạo hóa. Khí tức Tiêu Viêm không ngừng kéo lên, trên người tình thế cũng là càng ngày càng mạnh, mà loại lực lượng này kéo lên cũng là khiến sắc mặt Diệp Phi càng thêm ngưng trọng. Giả thần giả quỷ, những đấu kỹ tăng phúc này lại như thế nào? Ngươi từ đầu đến cuối bất quá chỉ là một tam tinh đấu tiên trung kỳ mà thôi, thực lực mới là tuyệt đối nghiền ép. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, hai cái thân ảnh đều là đồng thời lướt đi, hai đạo hàn mang công kích cực kỳ lăng lệ, hung hăng đâm về Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm giờ phút này bàn chân có chút tìm tòi, thân hình cũng là lướt đi, lập tức cùng hai Diệp Phi công kích đánh vào nhau. Hai đạo thanh âm trầm thấp tại chỗ va chạm vang lên, trên nắm tay Tiêu Viêm hỏa diễm bao khỏa, cùng hai Diệp Phi giằng co lại với nhau, nhưng mà Tiêu Viêm cùng đối chiến đúng là không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, Tiêu Viêm có thể đối kháng với công kích bực này của Diệp Phi, công lao hoàn toàn dựa vào truyền thừa lôi thần, cùng hắn tu luyện thái cổ thần lôi thể, Tiêu Viêm dung hợp thiên hỏa chi lực về sau, lực lượng đạt đến trình độ cực kỳ dọa người, nhưng dạng này cũng vẻn vẹn chỉ là một sát na, thân hình Tiêu Viêm lập tức nhanh chóng lùi lại, phía trên song quyền, chấn động đau nhức, dù sao cưỡng ép đối kháng hai tên tứ tinh đấu tiên trung kỳ đối với Tiêu Viêm mà nói vẫn là quá mức phí sức một chút, người cũng quá coi thường cực ảnh phân thân thuật của ta đi, ta đã dùng nó chém giết một tứ tinh đấu tiên đỉnh phong, một tam tinh đấu tiên trung kỳ như ngươi cũng vọng tưởng địch nổi. Nhìn thấy Tiêu Viêm bị buộc nhanh lùi lại, trên mặt Diệp Phi hiện lên vẻ châm chọc cười lạnh nói. Tiêu Viêm sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng, giờ phút này trong tay hắn hào quang lóe lên, chợt tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên thuốc, thình lình đây chính là linh uẩn huyền thiên đan trước đó Khương Nhai liều mạng cũng muốn để Lãng Thiên vì hắn luyện chế. Viên đan dược này tác dụng phụ cực thấp, lại có thể trong thời gian ngắn nhiều lần phục dụng, không chỉ có thể tăng lên đấu khí thực lực, còn có thể tăng lên linh hồn chi lực, có thể nói cũng là một sát chiêu xuất kỳ bất ý. Tiêu Viêm một ngụm đem linh uẩn huyền thiên đan ăn vào, dược lực cường đại ầm vang trong cơ thể hẳn nổ tung. Cùng lúc đó, đúng là tại đan điền của hắn dấy lên viên tinh thần thứ tư. Tiêu Viêm ăn vào đan dược về sau, khí tức thình lình tăng lên tới tứ tinh đấu tiên sơ kỳ. Tiêu Viêm sắc mặt vui mừng, đây cũng là điều hắn vạn vạn không ngờ tới, không nghĩ tới linh uẩn huyền thiên đan lại sẽ cường hãn như thế. Mà càng làm cho Tiêu Viêm vui mừng chính là linh hồn chi lực của hắn cũng là mạnh lên không ít, chí ít giờ phút này so với linh hồn chi lực của Diệp Phi mạnh hơn. Như vậy ngươi phải nhờ vào phục dụng đan dược đến tăng thực lực lên, xem ra ngươi cũng là cùng đồ mặt lộ, muốn mượn thủ đoạn thấp kém này đến tăng thực lực lên, xem có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Diệp Phi cùng vọng tiếng cười truyền vang ra, trong mắt hắn Tiêu Viêm giống như là một con cừu nhỏ không đường có thể đi, đang đợi hẳn phán quyết. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lại đã phủ lên một vòng biên độ, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, hôm nay không bóp nát đầu của ngươi thì xem ra ngươi sẽ không ngậm miệng. Tiêu Viêm động như thỏ chạy, tốc độ lập tức tăng vọt, trong lòng bàn tay ngưng tụ hỏa liên, nguyên bản cực hạn là 50 cái, nhưng Tiêu Viêm giờ phút này mỗi cái tay ngạnh sinh sinh ngưng tụ ra thêm 30 cái, nói cách khác mỗi cái quyền tâm đều áp bách chừng đủ 80 cái thiên hỏa hỏa liên. Với loại lực lượng kinh khủng kia, Tiêu Viêm chỉ cần tâm thần khế động, tùy thời có thể bóp nát, uy lực nổ tung khó có thể tin.
Hai thân ảnh Diệp Phi cũng là lăng lệ công kích, cũng là như mưa to hướng phía Tiêu Viêm nghiêng mà xuống, trong tay song thứ cũng là bộc phát lực lượng cường hãn, hai đạo phân thân, có thể nói, công kích không có bất kỳ góc chết cùng sơ hở nào. Tiêu Viêm đối mặt với thế công lăng lệ của Phi Lăng, không có chút nào lùi bước, ngược lại là đối diện mà lên, một quyền hướng phía hai thân ảnh đánh tới, Diệp Phi lập tức tách ra, Tiêu Viêm trực tiếp không phân thật giả, hướng phía thân ảnh Diệp Phi cách mình gần nhất nổ tung mà đi, bành, Tiêu Viêm thân hình như quỷ mị, lực lượng bá đạo, nhưng cũng không phải là mạnh mẽ đâm tới, một quyền này, Diệp Phi muốn tránh, nhưng làm thế nào cũng tránh không thoát, không đường thối lui, Diệp Phi gượng chống lấy một cái quyền cuồng bạo hỏa diễm của Tiêu Viêm, giờ phút này, toàn bộ hắc ám trong rừng đều được soi thông thấu. Diệp Phi cảm nhận được lực lượng của Tiêu Viêm, một thân ảnh khác cũng là bạo lướt mà đến, Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, một nắm đấm khác đối mặt một đạo Diệp Phi khác xông tới, lập tức cùng nhau nổ tung mà ra, hai đạo âm thanh va chạm kịch liệt gần như đồng thời nổ vang, lực lượng hung hãn trực tiếp khiến không khí hơi chậm lại, sau đó, nhộn nhạo lên một vòng năng lượng ba động cường hãn, hóa thành một vòng tròn, như vòi rồng điên cuồng càn quét ra, mặt đất bay tiêu, đại thụ bạo tạc, khí thế rất dọa người, Tiêu Viêm năm ngón tay nắm chặt, nhìn Diệp Phi sắc mặt biến đổi lớn. Trên mặt đang nhe răng cười, sau đó quyền tâm lại lần nữa vừa thu lại gấp, vô tận hỏa diễm bắt đầu từ khe hở nằm đấm bạo dũng mà ra, trên nắm tay lập tức bộc phát ra chi lực dọa người, oanh oanh, hai đạo tiếng nổ trực tiếp nổ vang ra, chỉ thấy hai thân ảnh lập tức bắn ngược mà ra, đương nhiên đó là phân thân thuật của Diệp Phi, nhưng tốc độ của Tiêu Viêm không giảm, giờ phút này đạt được linh uẩn huyền thiên, đan tăng phúc thánh cảnh linh hồn chi lực cũng là đều nhô ra, tại thời khắc này, Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực lập tức liền phân biệt ra được hai thân ảnh. Bên trái, Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng, ánh mắt hướng phía Diệp Phi bên trái bắn ngược nhìn lại, bàn chân bước ra một bước, sau lưng biển lửa tràn ngập, Diệp Phi liên tục đụng gãy mấy chục cây đại thụ về sau thân hình mới ổn định, nhất thời một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, giờ khắc này nhìn ở trên hai cánh tay của hắn, gai xương liên tục xuất hiện, đều đã đứt gãy, hai tay đều là một mảnh bầm tím, nhìn chăm chú lên Diệp Phi, thân hình Tiêu Viêm đã xuất hiện trước mặt Diệp Phi chật vật không chịu nổi, ánh mắt băng lãnh tứ tinh đấu tiên trung kỳ, rất vô địch, Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn đạo thân ảnh chật vật trước mắt. Khụ khụ, Diệp Phi họ ra hai ngụm máu tươi, cấp tốc thở hổn hển, giây lát về sau mới mở miệng nói, ta nhận thua, cái lục sắc cổ linh tuyền này thuộc về các ngươi, vực giai đấu kỹ ảnh cực, phân thân thuật ta cũng cho ngươi, ngươi thả chúng ta đi có được hay không? Tiêu Viêm giống như cười mà không phải cười đem Diệp Phi nhìn chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt nói, ngươi nghĩ ta là một đứa ngu sao? Khụ khụ, nếu ngươi giết ta, Tà Nguyệt tông giới nhất định sẽ tìm tới ngươi, đến lúc đó. Diệp Phi lời còn chưa nói hết, trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích trực tiếp đối với cái đầu của hắn một bổ oanh bạo, không có ngoài ý muốn. Diệp Phi hồn phách kêu thảm một tiếng, cấp tốc liền muốn chạy đi, nhưng Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực tựa như là đem một vũng nước sạch, hóa thành nhựa cao su sền sệt, hồn phách của Diệp Phi căn bản là không có cách động đậy, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, chỉ cần ngươi thả ta ra, Tà Nguyệt tông giới có thể đưa cho ngươi thứ ngươi muốn, thật đấy, hồn phách Diệp Phi kêu thảm nói, hắn biết, trình độ tàn nhẫn của Tiêu Viêm, căn bản không có khả năng để hồn phách của hắn đào tẩu, người chính là như vậy, sắp chết đến nơi thì mới thấy hối hận, nhưng người cũng biết, thả hổ về rừng chính là điều tối kỵ, chảm thảo trừ căn mới là chân lý. Tiêu Viêm cười lạnh, các ngươi đến cùng là chiến đội đến từ cái giới không nào, sao lại mạnh như vậy? Diệp Phi sinh lòng tuyệt vọng, hắn biết giờ phút này hắn đã phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trước khi chết, hắn rất muốn biết chính mình đến tột cùng là chết tại trong tay ai. Hạ đẳng giới không vô ý chiến đội, Tiêu Viêm bình thản chậm rãi nói ra, cũng đồng thời như là tử vong tuyên cáo, vẫy tay một cái, liền đem hồn phách linh thức của Diệp Phi xóa đi, sau đó chứa vào trong bình. Nguyên lai các ngươi chính là vô ý chiến đội trong truyền thuyết, tại thời khắc biến mất, Diệp Phi tuyệt vọng cười một tiếng. Tiêu Viêm nhìn thi thể của Diệp Phi, cũng là khoát tay chặn lại, thiêu thành cho tàn, chợt Tiêu Viêm đem nạp giới nhận lấy, tại trong nạp giới của Diệp Phi tìm nửa ngày về sau, mới tìm được vực giai đấu kỹ ảnh cực phân thân thuật lúc trước hắn vận dụng đến, đồ tốt. Tiêu Viêm cầm ngọc giản, ngơ ngác chỉ chốc lát, cuối cùng là nhếch miệng cười một tiếng, loại đấu kỹ này cũng không phải đơn giản là phân thân lẫn lộn chi thuật, phân thân ra nhục thể, lại cũng cùng bản thể đồng dạng phát huy ra lực lượng, loại đấu kỹ này cũng là cực kỳ cường thịnh. Loại đấu kỹ này rơi vào trong tay người này, đúng là làm nhục tên tuổi của nó. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực đảo qua ngọc giản liền biết được, cái đấu kỹ này là ảnh cực phân thân thuật, đến từ một thượng đẳng giới không cường đại, giới không am hiểu vận dụng giả tượng, mà ảnh cực phân thân thuật này cũng là đấu kỹ nổi tiếng. Cái đấu kỹ này phân 3 cấp độ thứ nhất chính là 1 hóa 2, cấp độ thứ hai chính là 2 hóa 3, cấp độ thứ ba chính là tam sinh vạn vật, chẳng phải là đi đến cấp độ thứ ba có thể vô hạn phân thân. Tiêu Viêm giật mình, dựa theo ngọc giản nói rõ, thật sự có khả năng này. Bất quá, ảnh cực phân thân thuật này tiêu hao tiên nguyên khí so với Tiêu Viêm, tưởng tượng lớn hơn nhiều. Đến nay thể nội của Tiêu Viêm nếu như không dùng linh uẩn huyền thiên, đan thì chỉ có 3 viên tinh thần, chỗ tiên nguyên khí mà Tiêu Viêm có, chỉ bất quá có thể trước mắt thi triển ra cấp độ thứ nhất, cũng chính là như Diệp Giang, 1 hóa 2, nhiều lắm là phân ra được một cái phân thân, sẽ tiêu hao 7 thành tiên nguyên khí. Loại tiêu hao này, có thể nghĩ, tương đương dọa người. Bất quá, ảnh cực phân thân thuật tuyệt đối lại là một cái sát chiêu. Hoàn toàn có thể lẫn lộn đối thủ, công một cái xuất kỳ bất ý, không biết rõ tình hình địch nhân tuyệt đối sẽ trong lòng đại loạn, nếu thực lực cho phép, có thể chia 2 hóa 3, cũng chính là có 2 cái phân thân, tăng thêm bản thể, liền là có 3 cái, nếu 3 cái thân ảnh Tiêu Viêm đồng thời thi triển toàn lực tịch diệt hỏa quyền, lực lượng bạo tạc trong nháy mắt kia đủ để khiến người run rẩy. Tiêu Viêm cùng Diệp Phi chiến đấu đã kết thúc,
hồn phách của Diệp Phi bị Tiêu Viêm xóa đi linh thức, thu nhập vào trong tập hồn bình, nhục thân trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Tiêu Viêm đem vài ức tiên nguyên khí đan trong nạp giới của Diệp Phi lấy ra về sau, liền đem nạp giới giao cho Đinh Duyệt. Trong nạp giới còn có rất nhiều tạp vật, trong đó không khỏi có một ít vật liệu, có lẽ sẽ hữu dụng với Đinh Duyệt, còn có một số đấu kỹ, bất quá những đấu kỹ này đều không thích hợp với Tiêu Viêm, nhưng có thể để vào kho, không chừng liền có ngày dùng đến. Mà ở một bên, Vô Ý chiến đội cùng chiến đội của Diệp Phi Tà Nguyệt chiến đội, chiến cuộc còn dị thường kịch liệt, song phương đều chưa từng chiếm được nửa điểm chỗ tốt, mà giờ phút này Vô Ý chiến đội lại có chút bị áp chế, rơi vào hạ phong. Thân ảnh Tiêu Viêm từ trong bóng tối chậm bước ra ngoài, theo Tiêu Viêm xuất hiện, người của Tà Nguyệt chiến đội cơ hồ đều là đột nhiên chấn động. Tiêu Viêm nhìn xem đám người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, chiến đấu nên kết thúc, Diệp Phi thủ lĩnh bại rồi sao? Không có khả năng, Diệp Phi thủ lĩnh là tứ tinh đấu tiên trung kỳ, làm sao lại bại? Tiêu thiếu, nhanh như vậy liền giải quyết xong rồi. Khiếu Chiến cùng tất cả mọi người Vô Ý chiến đội giật mình. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn đám người Tà Nguyệt chiến đội sững sờ nói, tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn hắn đi, chúng ta thời gian không nhiều, không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, mọi người Tà Nguyệt chiến đội trong lòng cơ hồ đều là lộp bộp một tiếng. Bên trong hắc ám xâm lâm, rất lâu sau, thân ảnh Diệp Phi vẫn không xuất hiện, cảm giác sợ hãi dần dần bao phủ Tà Nguyệt chiến đội. Tiêu Viêm không có chút nào đồng tình, trên mặt vẫn lãnh khốc như thế. Tiêu Viêm thình lình xuất thủ, nhất thời bên trong hắc ám xâm lâm vang lên trận trận kêu thảm, giây lát về sau dấy lên một trận đại hỏa. Tà Nguyệt chiến đội toàn bộ chiến vong, tốt, mọi người tranh thủ thời gian tiến vào cổ linh tuyền đi. Tiêu Viêm phất phất tay, mọi người gật gật đầu, đều bay đến bên cạnh lục sắc cổ linh tuyền. Lục sắc cổ linh tuyền vầng sáng quay quanh tại phía trên thân thể của mọi người, thực lực của mọi người cũng tại vững bước tăng lên. Mà giờ khắc này, đội ngũ tiến vào vòng trong càng ngày càng nhiều, diện tích vòng trong đã không còn rộng lớn như vòng ngoài. Đám người Tiêu Viêm đã là đội nhân mã nhanh nhất, sau đó phần lớn cổ linh tuyền ở vòng trong cũng bị cấp tốc chiếm lĩnh. Cùng lúc đó, phía dưới thông thiên trụ đã có một đội nhân mã xông ra khỏi hắc ám xâm lâm, đứng lặng tại phía dưới thông thiên trụ. Người cầm đầu trên mặt có vết máu khô khốc, hai mắt đỏ như máu, trên thân càng là lây dính nồng đậm huyết tinh chi khí, liền ngay cả tóc cũng bị huyết dịch ngưng kết, giống như ma thần mới đi ra khỏi tu la địa ngục. Nhìn xem thông thiên trụ, bên trên mặt của đạo thân ảnh này lập tức lộ ra cuồng tiếu, liếc nhìn chung quanh đều là không người, chỉ có một đội nhân mã bọn hắn đến nơi này, mà đội nhân mã này chính là của đấu thần liên minh. Diệp Giang phát ra tiếng cười cản rỡ, trên thân phát ra chấn động, chẳng biết mạnh hơn trước đó gấp bao nhiêu lần, còn kém một bước, ta liền đột phá lục tinh đấu tiên, ta đến là muốn xem, cái Vô Uy chiến đội kia lấy cái gì đến cùng ta đối kháng. Diệp Giang trên mặt nhe răng cười càng phát nồng đậm, mà Khương Nhai sau lưng cũng là một mặt âm trầm, hắn không có quá nhiều biểu lộ, nhưng giờ phút này hắn phảng phất có thể cảm nhận được, thời khắc báo thù đã càng ngày càng gần. Đấu thần chiến đội, đến thông thiên trụ đầu tiên, chảm giết ngàn người, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, lấy được động phủ thứ nhất. Cùng lúc đó, trên đường chân trời, âm thanh trầm chậm rãi rơi xuống, một vệt sáng trực tiếp từ phía chân trời bạo khởi, đem đám người Diệp Giang bao phủ. Sau đó thân ảnh bọn hắn thình lình xuất hiện tại thông thiên trụ, nơi động phủ thứ nhất ở đỉnh cao nhất. Bên trong động phủ, linh khí phiêu đãng, một vũng nước suối xuất hiện tại trước mắt mọi người, vầng sáng lưu chuyển, đúng là cửu sắc cổ linh tuyền. Cả cái ảo cảnh duy nhất có một cái cửu sắc cổ linh tuyền này, ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Diệp Giang đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trên mặt hiện ra mừng rỡ tràn ngập toàn bộ động phủ, tựa hồ Diệp Giang cũng không ngờ tới động phủ thứ nhất vậy mà có ban thưởng cửu sắc cổ linh tuyền, phảng phất chính là từ nơi sâu xa sớm đã an bài tốt để hắn bước vào lục tinh đấu tiên. Ngũ tinh có thể gọi là bất diệt, cho dù diệt linh hồn cũng có thể luân hồi, chỉ là không có ký ức khi còn sống, bất quá chỉ cần thực lực có thể khôi phục đều có thể tìm được trí nhớ kiếp trước, theo một ý nghĩa nào đó tương đương với việc có một lần cơ hội trùng sinh. Mà lục tinh thì là một nấc thang, một khi đột phá đến lục tinh đấu tiên chính là tiến vào hàng cường giả đấu tiên, thể nội có 6 khỏa tinh thần tiên nguyên khí sẽ có được bạo tăng, thực lực cũng là thình lình để thăng không chỉ một cấp bậc. Chờ lão tử tiến vào lục tinh đấu tiên, Vô Ý chiến đội hay là cổ thần điện cũng được, lão tử toàn diện đều phải đem bọn hắn nghiền chết. Diệp Giang cuồng tiểu biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, ánh mắt càng là càng lúc càng hưng phấn, tựa hồ đã tưởng tượng ra được hình dạng Tiêu Viêm bị hắn nghiền chết. Cửu sắc cổ linh tuyền cơ hồ có thể nói là tài nguyên mạnh nhất bên trong huyễn cảnh, bất quá Diệp Giang vẫn chưa lập tức nhảy vào bên trong cửu sắc cổ linh tuyền, mà là đứng tại miệng động phủ, ánh mắt nhìn ra xa cả phiến hắc ám xâm lâm, nhe răng cười, trận huyễn cảnh này ta liền muốn đem Vô Ý chiến đội diệt sát tại đây. Cửu sắc cổ linh tuyền liền không vội hấp thu, nghĩ đến hẳn là chờ không được bao lâu bọn hắn cũng phải đến thôi. Diệp Giang đứng xa xa nhìn mênh mông vô bờ hắc ám xâm lâm, trong đôi mắt sát ý càng là lóe ra, mọi người tự nhiên cũng là không thể không nghe theo Diệp Giang, chỉ được ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng chờ, bởi vì Diệp Giang chẳng biết lần này tiến vào cửu sắc cổ linh tuyền sẽ đợi thời gian bao lâu, hắn cũng không muốn để Vô Ý chiến đội bình yên vô sự đến nơi đây, càng là không muốn để cho Vô Ý chiến đội hấp thu cổ linh tuyền trong động phủ. Diệp Giang giờ phút này tâm ý đã quyết, vô luận như thế nào hắn cũng phải đem Vô Ý chiến đội chém giết tại nơi này mới bằng lòng bỏ qua. Tới đi cừu non của ta. Bên trong hắc ám xâm lâm, lục sắc cổ linh tuyền quang mang đã dần dần nhạt đi, nồng đậm nguyên khí đã là bị mọi người Vô Ý chiến đội hấp thu hầu như không còn. Trên thân Tiêu Viêm thình lình bạo phát ra khí tức tam tinh đấu tiên hậu kỳ, hiển nhiên hắn lại đột phá, loại tốc độ tiến bộ này có thể nói phi thường dọa người, mà mọi người cũng là không yếu, nhao nhao đều là đạt được đề thăng. Đinh Duyệt đột phá đến nhị tinh đấu tiên hậu kỳ, Long Ý đột phá đến nhị tinh đấu tiên trung kỳ. Trên đường chân trời tiếng sấm lưu động, nhị tinh tiên kiếp của Long Thế Thiên đã tiến đến,
Khổ chiến một phen về sau, Long Thế Thiên cũng là hơi có vẻ chật vật, bất quá dựa vào thân thể mạnh mẽ của Long tộc, cũng là bình an vô sự, hắn cũng đột phá đến nhị tinh đấu tiên. Giờ phút này, Vô Ý chiến đội đã có 3 nhị tinh đấu tiên, Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhị, Tự Ảnh, Phong Bạo, Khiếu Chiến, đều là đạt đến nhất tinh đấu tiên trung kỳ, Chân Ni, Lãng Thiên, Thiên Ngưng, Hỏa Hồng, Tịnh Vô Trần, thực lực cũng là đạt đến cửu tinh đấu đế hậu kỳ, nếu còn có đầy đủ cổ linh tuyền, Vô Ý chiến đội toàn viên đều có cơ hội đột phá đến đấu tiên, đến lúc đó, sức chiến đấu của Vô Ý chiến đội tự nhiên sẽ đạt được cực lớn đề thăng. Tiêu Viêm dẫn đầu mở mắt ra, hắn tu luyện kết thúc đầu tiên, bất quá vừa mới mở mắt ra, Tiêu Viêm đã nhận ra bên trong cái cổ linh tuyền này có một vệt hàn ý, Tiêu Viêm khế cho mày, sau khi hít sâu một hơi, trực tiếp chui vào bên trong cổ linh tuyền, nước sạch rót vào tai, bốn phía hết thảy động tĩnh đều trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Cái cổ linh tuyền này cũng không sâu, bất quá cũng có mười mấy mét, Tiêu Viêm rất nhanh liền đến dưới đáy nước suối, mà ánh vào tầm mắt của Tiêu Viêm, lại là để đồng tử Tiêu Viêm có chút co rụt lại, suối dưới nước, đúng là một mảnh mặt kính, mà tại cái kia kính dưới mặt, có một dòng sông, nhưng con sông này, chảy xuôi không phải nước suối, đúng là máu tươi, cái kia máu tươi bên trong còn có thể trông thấy thi thể ở trong đó, cấp tốc hư thối, mà dòng sông kia bên trong, nhưng lại có từng tia nguyên khí không ngừng tràn vào trong suối nước, Tiêu Viêm trông thấy tràng cảnh lần này, hơi kinh hãi, bất quá hẳn cũng là thình lình minh bạch, vì cái gì mà trong ảo cảnh này sẽ có tài nguyên cung cấp như cổ linh tuyền. Nguyên lai nồng đậm nguyên khí của cổ linh tuyền đều là từ thi thể biến thành, tất cả thi thể chết tại bên trong huyễn cảnh về sau đều sẽ bị nuốt hết, bọn hắn khi còn sống ẩn chứa tiên nguyên khí, cũng bị phân giải mà ra, vô số thi thể, hóa thành vô số cổ linh tuyền, những người chết trận về sau, hóa thành tài nguyên, phân giải ra ngoài nguyên khí, cung cấp cho người hấp thu cổ linh tuyền, giống như là một trận luân hồi, ngươi khi còn sống thì cho ngươi hết thảy, tại sau khi chết, bộ phận năng lượng này cũng sẽ bị chuyển hóa, từ đó cung cấp cho người càng mạnh hơn. Tiêu Viêm nhìn chăm chú sau một lát, mới một lần nữa trồi lên trên suối nước, mà mọi người cũng liên tiếp vừa tỉnh lại. Tốt, thông thiên trụ cách chúng ta không còn xa nữa, chắc hắn đã có người đến trước rồi, chúng ta hành động cũng phải tăng tốc chút ít, dù không cầu đệ nhất, nhưng cũng không thể quá mức lạc hậu. Nói không chừng trong động phủ, còn có phần thưởng phong phú chờ lấy chúng ta, một mực chờ đợi tất cả mọi người hấp thu hoàn tất về sau, Vô Ý chiến đội cũng làm sơ chuẩn bị, chờ xuất phát. Hơi khẽ nâng đầu lên, có thể xuyên thấu qua khe hở giữa các đại thụ, nhìn thấy thông thiên trụ kia xông thẳng lên trời, trận đầu huyễn cảnh, nơi đó chính là điểm cuối cùng trước đó gặp địch nhân, dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không yếu, trình độ nhất định, để Tiêu Viêm càng hiểu hơn thực lực bản thân, mọi người cũng tại liên tiếp bên trong chiến đấu, đạt được ích lợi không nhỏ, Tiêu Viêm đứng mũi chịu sào, lại lần nữa chui vào bên trong hắc ám xâm lâm, nhanh chóng hướng phía thông thiên trụ chạy đi, trận thí luyện này, nhìn như sắp kết thúc, kỳ thực, đối với Vô Ý chiến đội mà nói, chiến đấu chân chính chỉ vừa mới bắt đầu, phía dưới thông thiên trụ, theo đấu thần chiến đội thứ nhất đến về sau, trôi qua thật lâu, từng nhánh đội ngũ lục tục bắt đầu xuất hiện, mà cái người đến thứ hai, là nam tử với mái đầu bạc trắng, trên trán còn mọc ra hai cái sừng thú, nếu Tiêu Viêm nhìn thấy, tự nhiên liền nhận ra được, đây chính là người bọn hắn trước đó gặp qua tại Chu Tức Điện, linh năng giới, linh phi bộ dáng như tiểu hài, rất là thanh tú, còn mang theo một tia hương vị đáng yêu, trên người hắn cũng không có tràn ngập mùi máu tươi như đấu thần chiến đội, trái lại, sau lưng linh phi một tịch người đều là thân mang áo trắng, trên áo không nhuốm bụi trần, nhìn qua căn bản không giống như là mới vừa từ bên trong hắc ám xâm lâm chém giết đội ngũ đi ra, ánh mắt linh phi hơi khế nâng lên, thấy được trong động phủ cao nhất trên thông thiên trụ, Diệp Giang ngồi xếp bằng trong đó, biểu lộ bình thản, bọn hắn vẫn là rất mạnh, theo linh năng giới đến điểm cuối về sau, trong rừng hắc ám lại lần nữa vang lên mấy đạo thanh âm xé gió. Ánh lửa ngập trời, thình lình ở giữa, có mười mấy thân ảnh hiển hiện, trên thân mỗi người đều bốc lên hỏa diễm, theo lấy bọn hắn xuất hiện, không khí bốn phía lập tức nóng rực lên, cổ viêm thần tộc đến thứ ba, không ngoài sở liệu, tiếp theo năm đại bẻ cánh của thượng đẳng giới không, cổ viêm thần tộc cùng linh năng giới sau khi đến thì tinh thần điện, hoa vực, hải vực cũng là nhao nhao đến, nhưng đấu thần liên minh vẫn như cũ đứng hàng đệ nhất, chiếm giữ tại động phủ cao nhất trên thông thiên trụ, ánh mắt quét phía dưới đội ngũ không ngừng xuất hiện, ánh mắt bình thản, khóe miệng treo lên một vệt ngạo nghễ tiếu dung. Giờ phút này đứng tại bên trong đệ nhất động phủ, Diệp Giang phảng phất cảm giác tại thời khắc này, hắn đang đem thiên kiều vạn giới dẫm tại dưới chân, năm đại bẻ cánh của thượng đẳng giới không đến đây, tương hỗ đối mặt, nhưng cũng không có muốn ý tứ động thủ, bởi vì đã đến nơi này, lại bên trong 4.000 tên mới có tư cách tham gia vòng đấu kế tiếp, ở đây, tự nhiên là không cần thiết làm to chuyện, bảo tồn thực lực cũng là một trong những thủ đoạn thắng được tranh tài. Dựa theo trình tự đến, linh năng giới được động phủ thứ hai, cổ viêm thần tộc thứ ba, tinh thần điện, hoa vực, hải vực theo thứ tự sắp xếp ra, đều là chiếm cứ động phủ gần phía trước, bất quá chỉ có bên trong động phủ thứ nhất mới có cửu sắc cổ linh tuyền, mà từ hạng thứ hai đến hạng 9 đều chỉ là bát sắc cổ linh tuyền, bất quá bát sắc cổ linh tuyền mà nói, đã là tốt vô cùng. Thượng đẳng giới không năm đại bẻ cánh sau khi đến, lại qua giây lát, bên trong hắc ám xâm lâm mới vang lên âm thanh bạo xé rách không khí, đầu tiên là không gặp người, trăm đạo kiếm ảnh gào thét mà tới, mưa kiếm đầy trời. Một đoàn người mới từ phía sau đạp kiếm mà đến, lăng lệ kiếm khí, phảng phất có thể đem không khí đều vọt ra, không nghĩ tới bên trong trung giới không, kiếm vực lại dẫn đầu đến, bên trên thông thiên trụ, trong động phủ, nhắc lên một mảnh thanh âm nghi hoặc, đúng vậy, theo lý mà nói, bên trong trung giới không, đỉnh tiêm ba cái giới không, chính là tổ yêu điện, kiếm vực, linh lục, nhưng từ các phương thực lực đến nói, tổ yêu điện đã là có thể cạnh tranh một hàng thượng đẳng giới không, lại hết lần này tới lần khác dựa vào kiếm vực mà đến, ngược lại là có chút kỳ quái, hiện tại thượng đẳng giới không đều đã đến.
hẳn là còn có cái giới không cường đại xuất hiện, hắc mã có thể ngăn cản tổ yêu điện kia. Trong động phủ, lên tiếng là một thân ảnh áo bào màu xanh lam, phía sau viết hai cái chữ lớn màu trắng, tinh thần, đây là thượng đẳng giới không năm đại bẻ cánh tinh thần các, nói chuyện chính là thiên kiêu lần này của tinh thần các, Thịnh Oanh cùng Khương Võ, có lẽ còn đang tìm Cổ Linh Tuyền đi, có thể vây khốn tổ yêu điện, đều sớm đã đến cái thông thiên trụ này, ngược lại là đấu thần liên minh chiến đội, khiến ta có chút hiếu kỳ, Thịnh Oanh ngươi có cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí hay không? Khương Võ hình dáng rõ ràng, dáng người có chút khôi ngô, một chút chính là có thể cảm giác được đây là một người hiếu chiến, mà bên cạnh hắn Thịnh Oanh thì là khác biệt, trong mắt giống như chứa tinh thần, ánh mắt nhằm lại ở giữa, liền giống như đem vạn sự đều tính toán ở bên trong, xem xét chính là một người có bụng dạ cực sâu, có chút tin tức nói rằng, đấu thần liên minh bị một chiến đội đến từ hạ đẳng giới không làm nhục, sự tình đã truyền ra, có lẽ, cỗ sát khí này chính là từ đấu thần chiến đội tản ra đi, cũng không biết là tên hạ đẳng giới không nào xui xẻo, dám chọc giận đám điên này, Thịnh Oanh thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Khương Võ khế gật đầu, dưới thông thiên trụ, đội ngũ xuất hiện càng ngày càng nhiều, kiếm vực sau khi đến, linh lục chiến đội cũng theo xuất hiện, sau đó lại xuất hiện một vài đội ngũ thượng đẳng giới không cùng chung giới không, nhưng tổ yêu điện lại vẫn là chậm chạp chưa có xuất hiện, mà cùng lúc đó, tổ yêu điện đang bị vây ở nơi nào đó, nói ra chỉ sợ không có người tin tưởng, một đám đại hán lại bị một la ly xinh xinh khốn trụ, cô nãi nãi, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, chúng ta nhận thua không được sao, một đạo thanh âm thô kệch mang theo ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này trên mặt của hắn nếu không phải có bóng che đậy thì có thể nhìn thấy gương mặt thô mỏ phóng khoáng kia đã bị đánh bầm dập, áo giáp trên người bị cắt tràn đầy vết rách, nếu không phải nhục thể mạnh mẽ, chỉ sợ ngay cả nhục thân đều đã trực tiếp bị cắt thành hai nửa, mà một đám người phía sau đều là như thế, có thể nói là khổ không thể tả. Tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa có một đạo thân ảnh kiều tiểu, trên bờ vai nho nhỏ khiêng một thanh đại liêm đao, con mắt tím xanh lam trong bóng đêm phát ra quang mang nhàn nhạt, tốt, hôm nay không giết các ngươi mang ta đi đến điểm cuối tranh tài cũng tốt. Đám người tổ yêu điện nhìn cái đạo thân ảnh nho nhỏ, giờ phút này lại không có cảm thấy nàng chút nào mảnh mai, mà ngược lại, nàng quả thực là một con dã thú, một đầu dã thú dọa người, tốt, hảo hảo, tổ yêu điện thủ lĩnh, tên là Trúc Nhận, nghe được âm thanh thanh thúy như tiểu hài vang lên, yêu cầu như thế, đối với bọn hắn mà nói quả thực quá đơn giản, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên liền xuất phát, Trúc Nhận vẫy tay một cái, lập tức một mực cung kính cười bồi nói, cái thân ảnh kiều tiểu lại là tại nguyên chỗ không nhúc nhích chút nào, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, thanh âm nhỏ nhắn xinh xắn mang theo có chút không thoải mái, ta mệt rồi. Các ngươi đến khiêng ta lên đi, cái gì, muốn chúng ta khiêng ngươi, Trúc Nhận theo bản năng kinh hô một tiếng, tổ yêu điện bọn hắn, dù sao cũng là thế lực lớn số 1 số 2 bên trong trung giới không, chưa từng bị vũ nhục như vậy qua, mà lời nói vừa ra, trong bóng tối, con mắt tím xanh lam giận dữ, bốn phía nhiệt độ nháy mắt chợt hạ xuống, khiêng, lập tức khiêng, cô nãi nãi, đừng nóng giận, chúng ta khiêng còn không được sao, Trúc Nhận lập tức cảm nhận được loại sát ý ngập trời kia, hắn đã thử qua sự lợi hại của tiểu cô nương trước mắt này, nếu như lại thử một lần, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn đều phải bỏ ở nơi này. Đoàn người tổ yêu điện một mực cung kính, làm một cái cỗ kiệu tạm thời, thân ảnh kiều tiểu bước chân như linh bướm, bình yên ngồi tại phía trên cỗ kiệu, lạc lạc tiếng cười khẽ, mà tổ yêu điện lại là bất đắc dĩ, trên trán đều là một mảnh hắc tuyến, Trúc Nhận trong lòng tự nhủ, làm sao lại chọc tới một vị cô nãi nãi như thế, chiến đội nào tới, nhanh cứu lấy chúng ta đi, huyết thần chiến đội cũng là xuất hiện tại phía dưới thông thiên trụ, bộ dáng bọn hắn hơi có vẻ chật vật một chút, bất quá vẫn như cũ là toàn viên đến thông thiên trụ, lại xếp hạng trước 100, thành tích như vậy đã là tốt vô cùng, ha ha. Xem ra vô ý chiến đội không có đến, Huyết Lang quét mắt một vòng bốn phía, chậm mở miệng, từ tin tức của một vài chiến đội, nghe nói vô ý chiến đội của Tiêu Viêm đã diệt sát mấy chi đội ngũ thượng đẳng giới không, cũng không biết truyền ngôn là thật hay là giả. Huyết Bân Thiền cũng là chậm rãi nói, nàng lộ ra lý trí một chút, cùng lúc đó, Huyết Bân Thiền cùng Huyết Lang đồng thời ngẩng đầu, thấy được trên đỉnh cao nhất của Thông Thiên Trụ, trong đệ nhất động phủ, có đạo thân ảnh ngồi xếp bằng chờ đợi, bọn hắn biết được, kia là đấu thần liên minh, người bọn hắn đang chờ, liền chính là vô ý chiến đội không thể nghi ngờ. Huyết Bân Thiền trên gương mặt lộ ra ý cười nói, đấu thần liên minh xem ra là cùng vô ý chiến đội không chết không thôi, nghĩ đến tại bên trong hắc ám xâm lâm không có gặp phải vô ý chiến đội, nên bọn hắn chờ ở chỗ này, theo số lượng đội ngũ tăng lên, tiếng nghị luận cũng là không ngừng vang lên, bởi vì đấu thần liên minh từng xuống một đạo tin tức, chỉ cần ai có thể diệt sát vô ý, chiến đội liền trực tiếp trúng tuyển gia nhập đấu thần liên minh, hiển nhiên, tại trong sơn cốc, liền có thật nhiều người ngo ngoe muốn động, muốn lấy tính mạng đám người Tiêu Viêm, chỉ tiếc toàn thất bại. Nghe nói Cổ Lam chiến đội, Trạch Dịch cũng bại dưới tay vô ý chiến đội, theo ta biết, Cổ Lam giới tại trung đẳng giới không, cũng được tính là có mặt mũi, vậy mà cũng bại, vô ý chiến đội đến cùng là thần thánh phương nào, một hạ đẳng giới, không làm sao sẽ có tài nguyên ẩn dưỡng ra một chi cường đội như vậy, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn chẳng biết là như thế nào trêu chọc đến đấu thần liên minh, chỉ sợ bọn hắn không sống tới trận huyễn cảnh thứ hai, thanh âm không ngừng truyền ra, cho đến khi thượng đẳng giới không năm đại bè cánh nghe thấy, truyền ngôn mới ra, cũng là khiến bọn hắn đều âm thầm kinh ngạc, lần này hạ giới không với tài nguyên thiếu thốn như thế cũng có được một vài nhân tài. Tinh thần điện Thịnh Oanh, mặt mày hơi khế nâng lên, không khỏi tán thưởng nói, để người càng ngày càng chờ mong, chi đội ngũ truyền thuyết từ hạ giới không mà đến cùng là có cỡ nào cường mạnh, mà dẫn tới đấu thần liên minh coi trọng như vậy, có truyền ra cả yêu cầu diệt sát một chi đội ngũ hạ đẳng giới không, ngược lại là có chút mất mặt, dần dần, ân oán giữa vô ủy chiến đội cùng đấu thần liên minh đã truyền khắp ra, cơ hồ lấn át tất cả mọi chuyện trên trận, giờ phút này số lượng đội ngũ đã là hơn 100, mà những đội ngũ này,
ánh mắt đều đang nhìn chăm chú vào những đội ngũ không ngừng chạy đến. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi lấy vô ý chiến đội trong truyền thuyết xuất hiện. Trận này, đối với vô ý chiến đội mà nói, vô luận như thế nào, đều là một trận tử cục. Thượng đẳng giới không năm đại bè cánh, đều là lộ ra vẻ tò mò đối với vô ý chiến đội. Diệp Giang xếp bằng ở trong đệ nhất động phủ, từ từ nhắm hai mắt, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng theo thời gian trôi qua, nội tâm của hắn lại là càng lúc càng sao động bất an, tâm tình muốn giết chết Tiêu Viêm càng trở nên nồng nặc. Mà tại bên người Diệp Giang, Lương Phong cũng là mắt lộ ra lăng lệ, hai tay ôm ngực, ôm một thanh cổ kiếm, mà đám người sau lưng, thực lực đều là không yếu, yếu nhất lại cũng đều đạt đến nhị tinh đấu tiên, thực lực tổng hợp có thể nói là một kỵ tuyệt trần. Qua giây lát về sau, Diệp Giang đóng chặt đôi mắt, bỗng nhiên mở ra, ánh mắt của hắn hướng phía sân bãi phía dưới thông thiên trụ, con mắt nhắm lại nói, vô ý chiến đội chưa có xuất hiện, cổ thần điện ngược lại là tới trước, nếu như Tiêu Viêm chậm chạp không đến, liền lấy cổ thần điện Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư kia khai đao trước. Diệp Giang nói xong, thân hình khẽ động, sau lưng một đám cũng là theo đuôi mà xuống. Thân hình đám người Diệp Giang khẽ động, toàn bộ thông thiên trụ đột nhiên yên tĩnh trở lại, đều cho rằng vô ý chiến đội đã xuất hiện, ánh mắt đều là kinh nghi nhìn xem giữa sân. Nhiễm Xương, tiểu sư đệ kia của ngươi đâu, làm sao không có đi cùng các ngươi? Diệp Giang thân ảnh chậm rãi đạp không mà đi, đối với Nhiễm Xương vừa mới từ bên trong hắc ám xâm lâm đi ra, mở miệng hỏi, thế nào, tìm tiểu sư đệ ta có gì muốn làm? Một bọn tạp chủng, Nhiễm Xương cũng là di chuyển bộ pháp, thân hình cao lớn nhìn cực kỳ dọa người, đầu tiên là nhẹ giọng cười nói, mà thời điểm nói hai chữ tạp toái cuối cùng lại là tràn đầy sát ý. Diệp Giang sắc mặt lập tức trở nên một mảnh âm trầm, hắn cùng Nhiễm Xương trước đó liền giao thủ qua, cho nên Diệp Giang biết rõ Nhiễm Xương không phải là người dễ trêu chọc, mà đám người sau lưng Nhiễm Xương thì trừ Diệp Phi Ngư là người của cổ thần điện ra thì chỉ là một chi chiến đội đến từ trung đẳng giới không. Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư chỉ là thuận tiện gia nhập bọn hắn, thuận tiện tiến vào tranh tài. Đám người sau lưng Nhiễm Xương mặc dù không phải cổ thần điện, nhưng tại thời điểm Nhiễm Xương cùng đấu thần liên minh Diệp Giang phát sinh cãi vã, bọn hắn cũng không có tránh lui ra, mà vẫn như cũ đứng sau lưng Nhiễm Xương, đều là một mặt không sợ hãi, càng là xem đám người đấu thần liên minh trong mắt một mảnh cừu hận, giống như cùng đấu thần liên minh có huyết hải thâm cừu, không cần cho rằng, ngươi tại bên trong mê vụ lỗ sâu có thể cùng ta giao thủ chính là, có thể cùng ta có tư cách nói chuyện, hôm nay mục tiêu của ta là vô ủy chiến đội, cổ thần điện các ngươi nếu nhất định phải đem đầu lại gần muốn chết, đấu thần liên minh ta cũng là chiếu thu không nhầm. Diệp Giang ánh mắt băng hàn như mắt thú, ánh mắt lạnh lùng khiến bốn phía thiên kiêu của một vài giới không đều là run lấy bẩy. Nhiễm Xương nghe vậy, dáng người cao hơn thường nhân ra một nửa, bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, mặt đất giống như đều là run lên, sau đó ngẩng đầu lên, đối với Diệp Giang nhếch miệng cười một tiếng, nguyên bản nhìn khuôn mặt thật thà, giờ phút này sát ý phun trào nói, muốn giết tiểu sư đệ ta, thân làm sư huynh, ta tự nhiên là không thể nào để ngươi tổn thương đến hắn, muốn chiến liền chiến. Song phương khí thế lập tức bạo phát ra, bốn phía đội ngũ lập tức giật mình tránh lui ra, sợ bị tai họa một hai. Ân oán của cổ thần điện cùng đấu thần liên minh cũng không phải sự tình một sớm một chiều, Diệp Giang tự nhiên cũng là cực kỳ không quen nhìn cổ thần điện, bây giờ Nhiễm Xương liên tục khiêu khích cũng là để hắn nắm chắc quả đấm, cái trán nổi gân xanh, ánh mắt lập tức phẫn nộ, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Giang bước ra một bước, tiên nguyên khí bạo dũng mà lên, bất quá ngay tại một cái chớp mắt, Diệp Giang cùng Nhiễm Xương liền muốn đối oanh cùng một chỗ. Hắc ám trong rừng, phá phong đột nhiên vang vọng, một đạo hắc quang từ trong rừng lướt ầm ầm ra, trùng điệp rơi vào trong sân, nhấc lên một mảnh bụi mù tán đi, mới là nhìn thấy một thanh hỏa diễm cổ thước bộc phát lộng lẫy cắm tại trên mặt đất, mà tại phía trên cổ thước, một đạo thân mang áo bào đen, lại thon dài lẳng lặng mà đứng, cùng lúc đó, có thanh âm bình tĩnh, tại bên trong sân rộng của thông thiên trụ vang vọng truyền vang, ân oán này từ ta kết xuống, Nhiễm Xương sư huynh để ta một ván, trước để cho ta tới thăm dò một phen, loại phế vật này đến cùng có vốn liếng gì mà cuồng ngạo, cái này một cái chớp mắt, bên trong quảng trường, vô số đạo ánh mắt đều là ngưng tụ tại nam tử áo đến cùng cổ thước này, sau một khắc, toàn bộ quảng trường đang cầm như hến, bồng thanh âm ồn ào lập tức bộc phát ra, bên trên quảng trường, thông thiên trụ đứng vững tại trung ương nhất, giờ phút này không ngừng có đội ngũ mà đến, bên trên thông thiên trụ 4000 động phủ cũng đang nhanh chóng lấp đầy, một khi 4000 cái động phủ đều bị chiếm hết, như vậy mang ý nghĩa liền sẽ bộc phát tranh đoạt chiến, nhưng giờ phút này, ánh mắt mọi người đều bị tập trung chú ý đến đấu thần liên minh Diệp Giang, cùng Tiêu Viêm mới xuất hiện tại trên quảng trường, lúc này, khoảng cách 4000 cái động phủ bị đổ đầy, còn cần một chút thời gian, thượng đẳng giới không năm đại bè cánh đều là lộ ra ánh mắt kinh nghi, Diệp Giang bọn hắn đều là quen thuộc, mà càng làm bọn hắn hiếu kỳ hơn chính là vô ý chiến đội bị mọi người đồn thổi thành truyền thuyết, Tiêu Viêm xuất hiện trước, đám người vô ý chiến đội cũng là từ trong bóng tối lướt ầm ầm ra, đều đứng ở bên người Tiêu Viêm, mười mấy thân ảnh lập tức liền trở thành tiêu điểm bên trên toàn bộ quảng trường, đây chính là vô ý chiến đội mà đấu thần liên minh không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tiêu diệt, nhìn bộ dáng này, hẳn là không sai, rốt cục đã xuất hiện, chi đội ngũ đến tự hạ đẳng giới không này, thật là khiến người hiểu kỳ, đến tột cùng ghê gớm cỡ nào. Sẽ bị đấu thần liên minh coi trọng như vậy, có ý tứ, hiện thân liền hiện thân, lại còn dám đi khiêu khích Diệp Giang như thế, nếu không ngoài sở liệu, về thực lực Diệp Giang hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, cho dù là thiên kiêu của thượng đẳng giới không năm đại bè cánh cũng là khó mà bằng, hiện tại còn chưa cần vọng kết luận, cổ thần điện tự hồ cùng vô ủy chiến đội có không ít quan hệ, trận đầu huyễn cảnh, chính là có trò hay để xem, vô số thanh âm, tự toàn bộ thông thiên trụ cùng đám người trên quảng trường vang vọng ra, ngay sau đó, rất nhiều thân ảnh đều là bạo lướt ra.
rơi xuống bốn phía quảng trường, hoặc là tiến vào trong động phủ Thông Thiên Trụ. Thú vị, thật đúng là một chi đội ngũ đến từ hạ đẳng giới không, ngược lại là khiến ta ngoài ý muốn, bọn hắn cũng dám lấy loại phương thức này xuất hiện, một trong năm đại bẻ cánh của thượng đẳng giới không. Tinh thần điện Thịnh Oanh trên mặt lộ ra hào hứng thốt nhiên biểu lộ, nhìn một màn này, linh năng giới, trong đệ nhị động phủ, Linh Phi cũng là đứng dậy, đi vào một bên cửa động phủ, ánh mắt nhìn về phía dưới quảng trường hai đội nhân mã, thời điểm nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy trong đội ngũ, ánh mắt lại hơi hơi co rụt lại. Tại thời điểm Chu Tức Điện, Linh Phi còn coi bọn họ là từ thượng đẳng giới không mà đến, làm thế nào cũng không ngờ tới, một chi đội ngũ là đến từ hạ đẳng giới không, mà lại còn thân phụ thù hận như thế. Đáng tiếc, Linh Phi thở dài một hơi, đối với linh hồn chi lực của Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy ngược lại là khiến hắn 10 phần tán thưởng. Nếu bọn họ bại, bọn hắn trong đó ngược lại là có hai người thiên phú cực kỳ tốt, Phong Thiện, nếu là có thể cứu bọn hắn cũng là tính không lãng phí nhân tài. Linh Phi chậm rãi mở miệng, lúc kêu gọi ra danh tự, bên người một nữ tử cao gầy trong đội ngũ bước liên tục nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp ngả ngớn, một đôi bạch nhãn tản ra cao quý lãnh diễm, thời điểm ánh mắt bình thản đảo qua, chợt cũng là bình thản thu hồi lại, hai cái thánh cảnh linh hồn chi lực, không đáng để chúng ta mạo hiểm lớn như vậy, Tiểu Phi, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc mầm tai vạ, lần này mục tiêu tới không chỉ có như thế, chúng ta phải đi càng xa, mà lại bọn hắn trêu chọc phải đấu thần liên minh, không có khả năng còn sống tiến vào trận huyễn cảnh thứ hai đâu. Phong Thiện thanh âm băng lãnh chậm rãi vang lên, một đôi bạch nhãn không có dư thừa tình cảm, tựa hồ đối với ân oán giữa Vô Ý chiến đội cùng đấu thần liên minh không có hứng thú, nhìn thoáng qua về sau, liền tiếp tục xếp bằng ở bên trong cổ linh tuyền. Nước suối thấm ướt áo, bị nước ướt đắm quần áo, biến thành hơi mờ, phía dưới quần áo, dáng người linh lung tinh tế lập tức như ẩn như hiện, khiến miệng lưỡi khô khốc, ngón tay trắng nõn, nhàn nhã dựng ở một bên, đôi mắt đẹp hơi liễm, cho người ta một loại ý nghĩ kỳ quái. Linh Phi quay đầu, nhìn thoáng qua Phong Thiện, trên khuôn mặt đẹp tuấn mỹ, cũng là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, trực tiếp một bước vào bên trong cổ linh tuyền, văng lên bọt nước, sau đó hai tay sờ lấy hai đoàn mềm mại cười nói, ngươi không tin ánh mắt của ta sao? Phong Thiện đối mặt với hành động của Linh Phi, bên trên gương mặt tinh xảo đến cực hạn, hiện ra một tia thẹn thùng, nhẹ nhàng đẩy tay Linh Phi ra, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua trước ngực Linh Phi, với vóc người này của ngươi còn có ánh mắt sao? Phong Thiện lập tức che miệng cười một tiếng, bên trên khuôn mặt đẹp tuấn mỹ của Linh Phi nổi lên một tia đỏ ửng, bị nước suối ướt nhẹp về sau, phía dưới áo bào của Linh Phi cũng là hiển lộ ra nho nhỏ hai cái nụ hoa. Cùng Phong Thiện mà nhìn, vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, hừ, ngươi không tin liền nhìn xem, đội ngũ mà ta coi trọng tuyệt đối sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ngoài ý liệu. Linh Phi lập tức núp xa xa, nếu xem gò má, còn thật là nhìn không ra Linh Phi là nam hay là nữ, bởi vì tóc ngắn, chỉ sợ hơn phân nửa đều bị sẽ bị người xem như nam tử mà đối đãi. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy nếu biết được Linh Phi là nữ, chắc chắn kinh ngạc không thôi, đến từ thượng đẳng giới không hoa vực, hải vực, cùng Cổ Viêm thần tộc, ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm cao điệu ra sân, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Đến từ hoa vực giới không tất cả đều là nữ tử, đều là mang theo lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp trong không khí, nhưng chỉ vẻn vẹn là như thế, cũng là khiến vô số nam tử vì đó thèm nhỏ dãi. Hoa vực tại bên trong thượng đẳng giới không cũng là một trong năm đại bẻ cánh, cái giới không này bên trong không có một nam tử nào, nhưng thực lực y nguyên cường hãn, nữ tử nơi này không có một ai dễ trêu, cho nên dù là trong lòng có ý tưởng cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Nam tử này thật là can đảm, bất quá cũng quả thật có chút khinh cuồng, cục diện như vậy, đấu thần liên minh vô luận như thế nào cũng là chiếm hết thượng phong, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nữ tử cầm đầu hoa vực chiến đội tên là Hoa Lam, gương mặt xinh đẹp đều bị lụa mỏng ngăn cản, nhưng lộ ra cặp mắt đẹp liền đầy đủ kinh diễm. Vô Ý chiến đội đến từ một cái hạ đẳng giới không tên là Đấu Đế Đại Lục. Lúc này, một nữ tử khác bên người Hoa Lam nhìn xem đám người giữa sân, lẩm bẩm nói, Vân Mộng, làm sao, cái giới không đó có vấn đề gì hả? Hoa Lam hỏi, nữ tử vừa mới nói chuyện tên là Vân Mộng, bên trên thân tán phát ra thanh nhã chi phong, trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại cảm giác tao nhã thư nhã. Vân Mộng lắc đầu nói khẽ, không có gì, chỉ là có chút đúng dịp, hoa vực mới có một vị tiểu sư muội, ta nhớ kỹ, nàng ta cũng tới từ Đấu Đế Đại Lục, nghe nói đã từng là một hoa vực cường giả chuyển thế. Ồ, lại còn có nguồn gốc như vậy ư? Hoa Lam nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn thân hình thon dài của Tiêu Viêm mấy lần. Đúng vậy, đạo hữu này mà gây với thế lực bình thường thì chúng ta cũng có thể hỗ trợ một hai, nhưng đấu thần liên minh thì tha thứ chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Vân Mộng nhẹ gật đầu, than nhẹ một cái hương khí, bất đắc dĩ nói, Hoa Lam nghe vậy, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, toàn tức nói, chi đội ngũ này có lẽ không có nhìn như bề ngoài, nhìn kỹ trước hằng nói đi, một phen cạn đàm về sau liền không nói nữa. 10 mỹ nhân đứng tại ngoài động phủ, nhìn chăm chú lên chiến đấu sắp phát sinh, cùng lúc đó, nơi nào đó trong động phủ, tản ra huyết tinh chi khí, ngay cả trong động phủ cổ linh tuyền đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, mười mấy người đều là bao phủ tại phía dưới áo bào đen, không cách nào thấy rõ chân diện mục, cũng là xa xa nhìn chăm chú lên một màn này. Cừu hận của ngươi cùng hắn, hiện tại xem ra có người ra mặt giúp giải quyết rồi, ngược lại là bớt không ít chuyện. Lúc này, phía dưới một cái hắc bào, lộ ra một cái diện mục Tiêu Viêm quen biết, người này chính là người tại trong di tích của Hắc Sơn Thần Quân, giao thủ qua với Tiêu Viêm, Vạn Ma Điện Huyết Tư, mà tại bên cạnh hắn, còn có một người thân mặc áo bào đen, trên thân phát ra oán khí cùng huyết tinh chi khí, khiến người nghe ngóng buồn nôn, mạng hắn ta tới lấy, một đạo thanh âm khàn khàn cực hạn. Cùng lúc đó, áo bào đen giơ đầu lên một chút, nhất thời, chính là có thể thấy được dưới hắc bào, một trương khuôn mặt tái nhợt, hai con ngươi huyết hồng, nhìn như là một quái vật, lần này không được, điện chủ tự có sắp xếp, mà lại nếu ngay cả cái đấu thần liên minh này
cũng không có cách giải quyết hết người này, liền bằng mấy người chúng ta, chỉ sợ cũng khó mà hành sự, cho nên chúng ta vẫn là tập trung hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu của thành điện chủ an bài đi. Huyết Tư chậm rãi mở miệng, lúc nói ra hai chữ điện chủ, người áo đen bên người Huyết Tư khí tức mới là thu liễm lại, bình tĩnh dị thường. Tiêu Viêm, người áo đen ngồi xếp bằng xuống, cái tên này lúc từ trong miệng đi ra, phảng phất là dùng oán khí để hô lên, cửu sư đệ. Bên trên quảng trường, Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư thấy Tiêu Viêm hiện thân đều là nhịn không được giật mình, hiển nhiên phương thức Tiêu Viêm ra sân có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cửu sư đệ tới thật đúng lúc, chúng ta cùng nhau đối phó với bọn tạp chủng này, ta không tin Nhiễm Xương sư huynh cùng ngươi liên thủ còn không đối phó được với tên Diệp Giang này. Diệp Phi Ngư ma quyền sát trưởng nói, nàng tận mắt thấy qua Tiêu Viêm oanh sát Khương Nhai, cho nên Diệp Phi Ngư tuyệt đối sẽ không hoài nghi thực lực của Tiêu Viêm. Nàng cho rằng thực lực của Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương cơ hồ có thể sóng vai tồn tại. Tiêu Viêm đầu tiên là đối với Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư ôm quyền, sau đó trên mặt hiện ráy cười, trầm mặc một chút nói, Nhiễm Xương sư huynh thực lực thật sự không yếu, nhưng mấy người đấu thần liên minh kia e là cho dù chúng ta liên thủ cũng khó có thể đối phó. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền do vô ủy chiến đội chúng ta tự mình nhận xuống, liền không liên lụy cổ thần điện. Tiêu Viêm ở đây cảm ơn qua. Nhiễm Xương nghe vậy giật mình, ánh mắt nhìn Diệp Giang cùng Lương Phong. Tiêu Viêm lời nói đúng là thật, liền coi như bọn họ liên thủ muốn chiến thắng chi đội ngũ này của đấu thần liên minh, lấy thực lực của bọn hắn bây giờ xem ra ba thành thắng không tính được tới, có thể nói là chi cục tất bại. Thực lực của Diệp Giang cùng Lương Phong đều là ngũ tinh đấu tiên, mà Diệp Giang giờ phút này khí tức cường hãn, Nhiễm Xương cũng là trong lúc mơ hồ cảm thụ được Diệp Giang khoảng cách lục tinh cũng không xa, mà sau người còn có mười mấy người đều là xuất từ đấu thần liên minh, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, đều là một chút biến thái, đều đạt đến tam tinh đấu tiên, nên biết được một đội ngũ đến dự thi với tên cầm đầu thực lực mạnh nhất cũng mới bất quá tam tinh đấu tiên, mà đấu thần liên minh tất cả đội viên đều đạt đến tam tinh đấu tiên trở lên, vậy thì phi thường biến thái. Là ý nói thực lực của Tiêu Viêm chỉ có thể cùng một vài đội viên bình thường trong đấu thần liên minh sóng vai, mà muốn đi đối kháng Diệp Giang cùng Lương Phong thì cho dù có Nhiễm Xương tại cũng là cơ hồ không có phần thắng. Nhiễm Xương mặc dù cũng đạt tới ngũ tinh đấu tiên, nhưng nhiều lắm là có thể kiềm chế lại được một người trong đó, mà nếu như hắn đối mặt chính là Diệp Giang, Nhiễm Xương chỉ sợ đều sẽ bại lui. Chiến thắng này xác suất cơ hồ là số 0. Cửu sư đệ, chúng ta đã là không đường thối lui, nhất định phải muốn đánh với bọn họ một trận. Nhiễm Xương năm ngón tay nằm chặt, thân hình cao lớn tản ra vô tận bá khí, giận dữ hét. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là biết được trận chiến ngày hôm nay là không thể lui, nhất định phải chiến. Nhưng Tiêu Viêm nhìn Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư cười khổ nói, đa tạ hảo ý, ta không muốn bởi vì chúng ta mà mầm tai vạ dính líu hai vị, việc này chính chúng ta đến giải quyết mới là thuận tiện. Cửu sư đệ, ta lên trước làm là được rồi. Nhiễm Xương không muốn nghe Tiêu Viêm nói lề mề chậm chạp, trực tiếp nhanh chân đạp mạnh, mặt đất trực tiếp vỡ nát, thân hình như gò núi, quyền như sơn nhạc, hướng phía Diệp Giang đánh tung mà đi, khí thế lập tức ầm vang bộc phát. Diệp Giang cùng Lương Phong cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Diệp Giang nhếch miệng lên, nhìn thân ảnh vọt tới, cười lạnh nói, duy nhất một lần giải quyết hai tên phiền phức, ngược lại là bớt không ít khí lực, chuẩn bị đại khai sát giới, không cần để lại người sống, trực tiếp giết chết, ai giết người nhiều nhất có thưởng. Nhìn Nhiễm Xương đã bạo lực xuất thủ, trong lòng Tiêu Viêm hơi chấn động một chút, giờ phút này nhìn Nhiễm Xương không sợ hãi, Tiêu Viêm biết được, Nhiễm Xương tất nhiên là biết, hôm nay chiến cuộc, bất luận nhìn thế nào, đều là đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, muốn chiến thắng Diệp Giang khó càng thêm khó. Mà hành động lần này của Nhiễm Xương ngược lại để Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, không hiểu thấu trở thành đệ tử của cổ thần điện, chẳng hiểu ra sao lại có nhiều hơn mấy cái sư huynh, bây giờ đối phương càng là nguyện ý vì hắn không để ý tính mạng của mình. Duyên từ đâu lên, Tiêu Viêm trong lòng có mọi loại nghi vấn, nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm ca không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cầm trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, hỏa diễm càng là bay lên, ảnh lửa cực nóng, lập tức phóng lên tận trời, vô ý chiến đội Tiêu Viêm, cổ thần điện lão cửu, trước tới nghênh chiến đấu thần liên minh, ra tay đi. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, thanh âm nặng nề như chuông vang đồng dạng chậm rãi truyền vang ra, cũng là rơi vào trong tay Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư, nghe ngóng, trên mặt hai người đều là lộ ra nụ cười âm hiểm. Cửu sư đệ, cùng lên đi. Nhiễm Xương xoay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Viêm, đồng thời bên trên mặt lập tức cũng che kín tiểu dung không sợ hãi. Tiêu Viêm nhìn Nhiễm Xương khẽ gật đầu, cầm trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, lập tức lướt ầm ầm ra, mà bên trên thông thiên trụ, cổ viêm thần tộc, nguyên bản đối với đám người Tiêu Viêm không có gì hào hứng, lại khi thấy ánh lửa của Tiêu Viêm bạo khởi một cái chớp mắt, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn sang, hỏa diễm chi đạo thật mạnh, cảm giác này, tại sao lại có chút quen thuộc, tựa như một vị đấu thần cường giả của tộc ta. Người cầm đầu cổ viêm thần tộc mở miệng lẩm bẩm nói, màn hững người còn lại đều là ánh mắt kinh ngạc, nguyên bản không thèm để ý chút nào đến trận chiến đấu này, lại tại thời điểm Tiêu Viêm bắn ra thiên hỏa mà đưa tới chú ý của mọi người. Cổ viêm thần tộc, Hạ Tăng Huy, thả chó cắn người, thanh âm của Tiêu Viêm bỗng nhiên truyền ra. Hạ Tăng Huy khẽ gật đầu, chợt ở phía sau hắn chỉ thấy một đạo ma thi tản ra lạnh lẽo hàn khí, bàn chân khô cạn, hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình cũng là lướt ầm ầm ra. Cái ma thi này tại Hạ Tăng Huy không ngừng ôn dưỡng, cùng sau khi giết chết mấy người thi ma tông về sau, từ trong tay đạt được một chút thủ đoạn khống chế ma thị, cùng phương pháp tăng phúc ma thị, sau lại trải qua đinh duyệt một phen cải tạo, vì ma thi trên thân thể gắn thêm một chút chấn kim, trình độ cứng cáp của nhục thân cùng ngũ tinh đấu tiên cũng không kém cỏi, trên thêm Hạ Tăng Huy với thánh cảnh linh hồn chi lực cường đại, thực lực của ma thi càng là đạt được bạo tăng, coi như đối phó ngũ tinh đấu tiên cũng không phải không có hy vọng. Cái Diệp Giang nhìn chằm chằm ma thi bạo lướt mà đến,
Chợt hắn cười cười, chỉ là bên trong nụ cười kia, có một loại lạnh lẽo tràn ngập, thủ đoạn ti tiện như vậy, dựa vào thi thể để chiến đấu, cuối cùng là khó trèo lên phong nhã. Bất quá không ngại, đem thủ đoạn của các ngươi đều thi triển ra hết đi, bởi vì vô luận như thế nào, các ngươi tại trước mặt chúng ta, cuối cùng vẫn là không chịu nổi một kích. Đang khi nói chuyện, nắm đấm như núi của Nhiễm Xương đã là ầm ầm mà xuống. Diệp Gia nhìn Nhiễm Xương, sắc mặt lạnh lẽo, hùng hồn tiên nguyên khí lập tức bạo dũng mà ra, thế là tại trên nắm tay điên cuồng ngưng tụ, sau đó đối với nắm đấm của Nhiễm Xương cứng rắn oanh mà đi. Oanh, cả hai lôi cuốn lấy nồng đậm tiên nguyên khí đến cực hạn, cùng hung hãn vô song kình lực, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bạo oanh lại với nhau, mà lúc này thân hình Tiêu Viêm đã đến, nhưng ở thời điểm Tiêu Viêm liền muốn xuất thủ cùng đối phó với Diệp Giang, thì Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có kình lực cực kỳ bá đạo đang ép xuống. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, liền trông thấy giữa không trung một thanh cổ xưa chi kiếm to chừng nửa ngọn núi bên cạnh hướng phía hắn ầm vang mà xuống, mà tại trước mặt Tiêu Viêm xuất hiện một thân ảnh, hai tay ôm ngực, trước ngực là một thanh cổ kiếm, phát ra tiếng ông ông kiếm minh, đối thủ của ngươi là ta. Đạo thân ảnh này chính là Lương Phong. Lương Phong thực lực mặc dù không kịp Diệp Giang, nhưng cũng là đạt đến ngũ tinh đấu tiên trung kỳ, thực lực cũng là cực kỳ hoảng sợ. Tiêu Viêm cho dù đột phá đến tam tinh đấu tiên hậu kỳ cùng Lương Phong vẫn có một mảnh hồng câu, muốn chiến thắng Lương Phong, lấy thực lực Tiêu Viêm bây giờ đều là quá sức. Tam tinh đấu tiên, Lương Phong ngoài ý muốn nhìn Tiêu Viêm, tựa hồ không ngờ tới Tiêu Viêm thực lực sẽ nhỏ yếu như vậy. Trên gương mặt băng lãnh của Lương Phong hơi kinh ngạc, chợt liền là có chút tản mạn, ngược lại là làm to chuyện, sợ là một chiêu này ngươi chính là khó mà đón lấy. Tiêu Viêm nhìn đỉnh đầu lôi cuốn lấy kiếm ảnh to lớn khủng bố mà xuống, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, một kiếm này của Lương Phong không nói dùng hết toàn lực, tối thiểu cũng là dùng 9 phần chi lực, xuất thủ chính là sát chiêu, hoàn toàn không có muốn qua thăm dò đối thủ. Một khi xuất thủ liền muốn đem đối thủ diệt sát. Tử Kim Cuồng Bạo, Thái Cổ Thần Lôi Thể, Huyền Lôi Thể. Tiêu Viêm mở miệng, trong mắt lôi mang lấp lóe, giờ phút này hai tay cũng là lôi quang bạo khởi, bắn ra suy suy thanh âm, nhưng lôi quang của Tiêu Viêm không giảm, nguyên bản chỉ có cánh tay thanh trắng lôi mang, giờ phút này chỉ thấy một đạo hồng lôi hiện lên. Thái Cổ Thần Lôi Thể, Tiêu Viêm cắn răng một cái, lên tiếng lần nữa, sợi hồng lôi kia từ cánh tay bạo lướt mà lên. Tiêu Viêm tại lúc này, ngạnh sinh sinh bức bách mình đem Thái Cổ Thần Lôi Thể tu luyện đến đệ nhị trọng thật lôi thể. Hồng lôi tại trong thân thể Tiêu Viêm bạo lướt mà qua, chợt, nhục thân chi lực của Tiêu Viêm lập tức trở nên cường hãn mấy lần không thôi, mà thân thể truyền đến cảm giác, lập tức để hai con ngươi của Tiêu Viêm trở nên lửa nóng. Cửu sư đệ, bát sư tỷ giúp ngươi một tay. Lúc này, thân ảnh kiều tiểu của Diệp Phi Ngư cũng là xuất hiện, một thanh cổ ô xoay tròn, vầng sáng lưu truyền ra đến, lập tức che đóng toàn thân Tiêu Viêm, một cỗ lực lượng cường hãn tràn vào thể nội hắn, thình lình ở giữa, khí tức Tiêu Viêm lập tức bạo tăng đến tứ tinh đấu tiên, đây là đấu kỹ tăng phúc của Diệp Phi Ngư, có thể làm cho Tiêu Viêm trong thời gian ngắn, thực lực mạnh lên không ít, nhưng vẻn vẹn chỉ là như thế, còn chưa đủ, Tiêu Viêm biết, còn chưa đủ, một kiếm này của Lương Phong, lấy trạng thái hiện tại của hắn, coi như miễn cưỡng đỡ được, cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương cũng liền mang ý nghĩa thất bại cũng liền mang ý nghĩa tử vong, cho nên vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng bàn tay đã là ngưng tụ ra trăm đạo thiên hỏa hỏa liên, nhưng ngưng tụ còn chưa đình chỉ, Tiêu Viêm cắn răng một cái, trong tay lập tức lại lần nữa xuất hiện một viên linh uẩn huyền thiên đan, trực tiếp ném vào trong miệng. Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa bạo tăng, tứ tinh sơ kỳ, tứ tinh trung kỳ, cho đến tứ tinh hậu kỳ, kiếm ảnh to lớn càng ngày càng gần, loại lực áp bách kia khiến mặt đất dưới chân Tiêu Viêm đều bắt đầu từng khúc băng liệt, bất quá hiển nhiên quảng trường này là có đặc thù gia cố, nếu là thổ địa bình thường, chỉ sợ sớm đã bị oanh thành một mảnh vực sâu. Giờ phút này kiếm ảnh to lớn đè xuống, Tiêu Viêm tại phía dưới kiếm ảnh nhìn kích cỡ như hạt vừng, dưới quyền có chừng trăm đạo thiên hỏa hỏa liên, năm ngón tay một cây không ngừng nắm chặt, đem những hỏa liên kia đều vây kín mít tại dưới nắm tay, tại thời điểm cuối cùng một ngón tay thu nạp, cái vô tận hỏa diễm kia bắt đầu từ bên trong khe hở bạo dũng mà ra, thiên hỏa hải từ Tiêu Viêm làm trung tâm, phóng lên tận trời, diện tích biển lửa sánh vai với kiếm ảnh to lớn của Lương Phong, tam tinh đấu tiên hậu kỳ, chính là muốn đón đỡ sát chiêu đỉnh tiêm của ngũ tinh đấu tiên trung kỳ, mà tại thời điểm thiên hỏa hải của Tiêu Viêm tuôn trào ra, trong động phủ của Thông Thiên Trụ, Cổ Viêm thần tộc cơ hồ là đồng thời đứng dậy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn chiến đấu kịch liệt trước mắt này, đúng là đem uy lực của hỏa diễm phát huy đến cực hạn như vậy, tựa hồ trong ngọn lửa của hắn còn có lôi đình, hai cái năng lượng này đều cực kỳ cuồng bạo, người này lại là có thể cùng nhau khống chế lực lượng cường hãn như vậy, thực lực như thế, thật sự là không giống từ hạ giới không mà tới. Cổ Viêm thần tộc kinh nghi lên tiếng, bởi vì ngọn lửa trên người Tiêu Viêm khiến Cổ Viêm thần tộc rất là coi trọng, suy suy, biển lửa trực tiếp đem chuôi kiếm ảnh to lớn này bao phủ, trong ngọn lửa có một đạo hồng lôi lấp lóe mà qua. Ken két, một đạo thanh âm chói tai hoảng sợ vang lên, chợt chỉ thấy được một thân ảnh đứng lặng tại giữa biển lửa, nắm đấm hướng lên, đang cùng cái kiếm ảnh to lớn lấy nhục thân chi lực đối với kháng lại với nhau, thời điểm hồng lôi tràn ngập, toàn bộ phía trên kiếm ảnh khe hở như mạng nhện đồng dạng cấp tốc vỡ ra, sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cùng ánh mắt của Lương Phong khẽ biến, kiếm ảnh to lớn oanh một tiếng rồi nổ tung, cái sát chiêu này của Lương Phong, Tiêu Viêm liền như vậy mà ngăn cản, mà theo kiếm ảnh to lớn tán đi, tràn ngập trong biển lửa. Một thân ảnh chập chờn tại trong biển lửa, lực uy hiếp chấn nhiếp mỗi người trên trận, cản được, không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi,
Nghe nói Lương Phong tại phía trên kiếm đạo đã là đăng phong tạo cực, cho dù là kiếm vực cường giả cũng muốn để hắn ba phần chút tình mọn, một kiếm này, chỉ sợ tứ tinh đấu tiên bình thường sẽ bị trực tiếp chém giết, nhưng người này, bất quá là đến từ hạ đẳng giới không, toàn bộ thanh âm ồn ào lập tức vang vọng ra, thượng đẳng giới không năm đại bẻ cánh, tận mắt nhìn thấy lần giao thủ này, liền là có chút rung động đến bọn hắn, những truyền ngôn liên quan tới vô ý chiến đội kia, tựa hồ tại thời khắc này, cũng không phải chỉ là truyền ngôn, có thể đưa thân trở thành hạ đẳng giới không duy nhất trong vòng trăm tên. Trên bảng xếp hạng, dựa vào cũng không phải vận khí, mà là thực lực chân chính, khóe miệng của Lương Phong hơi có chút trở nên cứng đờ, bất quá cũng là cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung nói, xem ra, là mắt của ta vụng, bất quá, thực lực của ngươi là dựa vào tăng phúc, đón lấy một chiêu này của ta đã là làm ngươi có chút không chịu đựng nổi, nhưng đối với ta mà nói, dạng sát chiêu này, không chỉ có thể thi triển một lần, thân ảnh Tiêu Viêm chập chờn tại trong biển lửa, thời điểm chậm rãi bước ra, hỏa diễm xung quanh bốn phía trong chớp mắt, đều thuận theo lỗ chân lông của Tiêu Viêm về tới trong thể nội, ngũ tinh đấu tiên đúng là có chút khó giải quyết, thanh âm Tiêu Viêm chậm rãi truyền ra, bất quá bên trong thanh âm bình thần cũng không có chỉ ý lùi bước, mà nhiễm xương một bên, có ma thi tương trợ, cùng Diệp Giang đã là chiến túi bụi, trình độ kịch liệt hoàn toàn không kém hơn phía Tiêu Viêm, nhiễm xương công kích hiển nhiên là rơi vào hạ phong, bất quá cái ma thi kia có sức lực cường hãn, cũng là khiến Diệp Giang nhất thời bán hội không có cách nào thủ thắng, vô ý chiến đội toàn viên xuất động, nhưng lúc đối mặt với đám thiên kiêu chi tử của đấu thần liên minh, chiến đấu rất nhanh xuất hiện thiên hướng nghiêng về một bên, Long Ý, Long Thế Thiên cùng Khiếu Chiến, ba người có lực lượng cơ thể mạnh nhất, thân hình đều là hướng bốn phía bản ngược mà ra, miệng phun máu tươi, ổn định thân hình về sau, đều chỉ là lau đi máu tươi trên khóe miệng, rồi lại lần nữa xông tới, tiếp tục như vậy, vô ý chiến đội sẽ bị đánh tan. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé, cảm ơn các bạn nhiều.